là kinh 66, nhưng mà chúng ta chỉ dần đầu thôi, để có cái chất liệu chúng ta đi vào kinh 66 dễ hơn. Thì đúng là hôm nay là bắt đầu bài kinh 66 đấy, nhưng mà tôi thấy có một số chưa nắm vững, và tôi giảng cũng chưa có rõ ràng lắm, cái lỗi là tôi thôi. Thì hôm nay tôi giảng lại, nhưng mà giảng lại thì phải đi sâu hơn chút đấy, thì làm cho nó rõ ràng hơn, hoặc là nó rối đắm thêm, thì cái đó tùy ở nhận thức của chư Phật tử, nhưng mà phải giảng thôi. Thì hôm nay mình nghe của lần thứ 6, thứ 7 rồi đó. Thì chúng ta nhớ là ba cái bản này là gối đầu giường nha. Chư Phật tử nào cũng phải có ba cái. Một cái nhất đó là vô thức tánh cảnh với hữu thức tánh cảnh, là cái bản đầu tiên đó. Còn hai cái bản sau này là bổ túc, tức là năm thức đầu, thức thứ 6, thức thứ 7, thức thứ 8, thuộc về ba cảnh, ba lượng, ba tánh, ba thọ. Ba cảnh, lượng, tánh, thọ, cõi, với địa, với tâm sở, với cho các duyên và thể tướng dụng. Thì đó là bổ túc, là sao tôi dẫn thêm qua cái bản này, nó bổ túc cho cái bản chánh này đó. Nếu không có là chúng ta khó hiểu. Rồi cuối cùng là bản 15 pháp giới hay 15 hạnh chúng sanh, thì chúng ta từng học đó, thì cũng nằm trong này hết. Thì bây giờ chúng ta lấy cái bản đầu ra, cái bản chánh đó, tức là vô thức tánh cảnh và hữu thức tánh cảnh. Tôi giảng lại nhớ nắm cho vững nhau. Mỗi lần giảng là chắc tôi nó hơi rõ hơn đó. Tôi giảng nhiều lần là nó rõ, chứ Phật tử nghe nhiều lần cũng rõ. Còn ai muốn rõ hơn nữa đó thì về nhà mượn băng nghe lại. Nhưng mà đừng phổ biến rộng ha, để trong nội bộ thôi. Rồi ai có nghe giảng qua thì coi hiểu, còn do những người khác coi không hiểu gì đâu. Con chư Phật tử thấy cái bản này về mò hoài mò không ra, làm sao mò ra được. Cái bản này là do tôi sáng tạo lại thôi. Thì tôi cũng thưa chư Phật tử ở chỗ đó là trong này có cái theo duy thức học, có cái của tôi tìm kiếm ra. Thì chư Phật tử cũng đừng tin, mà đừng có bỏ. Ở đó mình nghiên cứu thêm. Thì đây có thể sai đấy, thời gian có thể tôi giảng khác. Nhưng bây giờ tôi thấy vậy là tôi giảng vậy thôi. Duy thức thì nó khó giảng, duy thức mà kèm bát nhã là cả một vấn đề khó khăn. Khó khăn cho người giảng, khó khăn cho người nghe. Còn cái khó khăn chứng đắc nữa, đó là một vấn đề rất là gay cấn cho chúng ta đấy. Nhưng mà nếu chịu khổ cực bền bỉ thì chúng ta sẽ hiểu thôi. Còn ai mà không có nước bền thì thôi đừng đến đây nghe, không có thể đi vào duy thức nổi đâu. Tôi không sợ người kém hiểu biết, mà tôi sợ người không có chí thôi. Nếu có chí thì thủng thẳng mình lượn qua rồi. Ở chỗ có chí thì hơn người trèo cao. Mình tập như con rùa, mình bò mãi, mình nghe mãi, rồi mình nghiên cứu lần lần mình hiểu thôi. Cái này thì thứ nhất nó cũng có một phần trình độ kiến thức. Cái thứ hai là phải có bền chí. Nếu không có bền chí thì chúng ta không tiến được. Như ở trong giáo hội này có sư Thành đó, là học ở lớp 2. Nhưng mà trong giáo hội ai cũng nể, là thuyết pháp không ai thuyết pháp mà sâu sắc mà độc đáo, ngắn gọn mà rõ ràng bằng sư. Nên mà hỏi lại học cái lớp 2 thôi. Rồi chữ Hán rồi không biết nữa, mà tự học chữ Hán rồi dạy cho các sư học chữ Hán. Thì chúng ta thấy là con người ý chí mạnh như vậy đó. Thì chúng ta phải tập như vậy. Thì thôi giờ chúng ta đi vào cái bản ha. Thì hôm trước tôi đã nói đó, cái bản này là gồm cả tiểu thừa, đại thừa, trung thừa và tối thượng thừa ha. Thì cũng nằm trong cái bản này hết. Thì cái thứ nhất của chúng ta là vô thức tánh cảnh, tức là cái bản thể của vũ trụ, hay là chúng ta ví dụ như là cái biển đó, thì cái này là nước. Vô thức tánh cảnh đây, tức là một cái khối nước yên lặng mà không có thời gian, chưa có thời gian, chưa có không gian gì hết. Nhưng mà thật sự ra đó, thì ở trong kinh Hoa Nghiêm, cái vô thức tánh cảnh này chỉ có Như Lai thấy thôi, còn Bồ Tát cũng vẫn thấy nó bất biến. Thành ra chữ bất biến ở đây đó, bất là không, biến là chuyển động, là không chuyển động. Nhưng mà theo Phật giáo Bát Nhã đó, thì không chuyển động tức là chuyển động cực kỳ thần tốc, bao trùm tất cả mọi chuyển động, thì cái đó gọi là không chuyển động. Chúng ta phải hiểu vậy nha, chứ không hiểu khác là chết đó, khác là lạc đấy. Vô chất tánh cảnh tức là phi không gian, phi thời gian, nghĩa là chưa có không gian, chưa có thời gian, chuyển biến quá nhanh cho đến nỗi chưa không gian, chưa thời gian. Có nghĩa là bao trùm tất cả mọi cảnh giới, thời gian tuyệt đối và thời gian không gian tương ưng. Như vậy mới gọi là phi không gian, phi thời gian. Nào phải hiểu vậy đó. Thành ra Bát Nhã khó giảng là chỗ đó. Nếu chúng ta hớ một chút xíu là chúng ta lọt vào ngoại đạo ngay. Rồi khi nó chuyển biến chậm lại thì bắt đầu có thời gian. Thì phi không gian, phi thời gian đây có nghĩa là một vùng hào quang ánh sáng rực rỡ, đứng lặng hoàn toàn và bất biến. Thì chúng ta kêu là phi không gian, phi thời gian. Và khi nó chuyển biến chậm lại thì bắt đầu nó có sự chớp nhoáng. Thì chúng ta kêu là đứng lặng mà
chuyển biến. Còn cái vô thức tánh cảnh là đứng lặng mà bất biến. Vô thức tánh cảnh là đứng lặng mà bất biến, kêu là cái thể của võ trụ. Còn cái này kêu là cái tướng của võ trụ, tức là chuyển biến từng sát na. Nó đứng lặng mà nó chuyển biến. Còn vô thức tánh cảnh là đứng lặng mà bất biến. Bất biến cho nên nó bao trùm tất cả mọi chuyển biến. Và chúng ta phải hiểu vậy. Vậy thì vô thức tánh cảnh tức là ví dụ thôi. Ví dụ như là nước là bất biến, chả có hình tướng gì hết. Còn hữu thức tánh cảnh đây tức là sống, là những cái giọt nước nhỏ nhỏ nối liền liên tiếp với nhau. Thì tất nhiên là sống nó bắt đầu có hình, nhưng mà chưa có tướng. Chưa có tướng. Thì cái thế giới đó thường thường chúng ta kêu là thế giới, thế giới tánh cảnh. Thế giới tánh cảnh. Rồi khi tùy theo nghiệp lực của chúng sanh mới chụp mũ, thành ra sống con chó, sống con trâu, sống cái nhà. Tùy theo nghiệp lực của từng chúng sanh, từng loạt chúng sanh, thì bắt đầu thế giới đó kêu là thế giới của đới chất cảnh. Ở đới chất cảnh. Rồi khi thấy hình tướng sống con chó, sống con trâu, chúng ta lại thương, lại ghét, thì bắt đầu qua thế giới của độc hạnh cảnh. Chỉ có vậy thôi. Cuộc sống của chúng ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tôi nói lại thì lý dụ cái biển là rõ nhất đấy, mà chúng ta thấy sáng tỏ nhất. Nhưng mà nó nhớ chỉ là ví dụ thôi nha, chứ không phải là sự thật. Nhưng mà nương vào cái ví dụ đó chúng ta đạt được ý, chúng ta hãy quên lời. Đây tôi muốn nói trở lại là vô chất tánh cảnh tức là nước trong biển. Nước thì nó chẳng phải là sống. Nếu sống thì ta kêu là sống. Sống thì có hình nhưng mà chưa có tướng. Thì hữu chất tánh cảnh là sống, tức là bắt đầu hiện hình, nhưng mà chưa có tướng. Sống gì chưa biết, chỉ sống thôi. Sống cao, sống thấp, sống lăng tăng, đủ thứ sống hết, nhưng mà hình thì chưa có. Thì đó là thế giới tánh cảnh hữu chất, tức là cảnh thật đấy. Cảnh thật là cảnh có hình mà chưa có tướng. Còn thật sự cảnh thật nữa là chẳng hình chẳng tướng gì hết, thì đó là nước. Nước thì chẳng có hình tướng gì hết, chỉ là một sự yên lặng thôi, một vùng sáng soi thôi. Còn nước với sóng ngọt lại kêu là biển. Biển thành ra biển là cái diệu dụng của vô chất tánh cảnh và hữu chất tánh cảnh. Thành ra vô chất tánh cảnh nước đó chúng ta có thể nói là cái thể hay là báo thân. Còn hữu chất tánh cảnh chúng ta có thể nói là ứng hóa thân, tức là cái tướng. Còn biển đây tức là bản thể ứng hóa và báo thân và ứng hóa thân dính liền với nhau, kêu chung là pháp thân. Thành ra nói pháp thân, nói biển là bao gồm hết tất cả. Còn nói nước là chỉ một phần của biển thôi. Còn nói sống cũng là một phần của biển thôi. Thì thế giới đứng lặng, thế giới của chân như, thế giới của các vị thánh là thế giới đó, kêu là thế giới của tịnh độ. Rồi từ đây chúng ta mới qua thế giới của quế độ. Thế giới quế độ. Rồi thì từ những cái lượng sống này chưa có hình tướng gì hết, tùy theo nghiệp lực của từng chúng sanh, từng loại chúng sanh mà chụp mũ thành có hình tướng. Sống con chó, sống con trâu, hay sống con bò, hay sống cái nhà, hay là sống điện tử, hay là sống H2O, thì tùy theo nghiệp lực của từng chúng sanh, từng loạt chúng sanh. Nhưng mà thật sự của sống chỉ là sống thôi, chưa có tướng, chỉ có hình của sống mà thôi. Thì hình sống mà chụp mũ thành sống con chó, con trâu, con bò, chúng ta kêu là thế giới của tợ đới chất. Tợ là tương tợ giống giống như là tánh cảnh, nhưng mà sửa lại hết. Đới là giai mượn, chất là tánh chất, là cái cảnh giai mượn tánh chất của tánh cảnh, mà không phải là chơn, là tương tợ sửa lại hết rồi, theo cái nghiệp lực của từng chúng sanh. Rồi theo cái đới chất cảnh này thì chưa có thương ghét, bây giờ bắt đầu thương ghét. Tôi thấy nước, theo nghiệp người, thì tất cả mọi người chúng ta ở đây đều là người, đều thấy là nước hết. Thì cái đó là thế giới của đới chất cảnh. Còn thật sự có nước là gì? Thật sự có nước là chưa có tướng, chỉ có nước mà thôi, nghĩa là chỉ có điện tử, chỉ có thức biến mà thôi. Chỉ có thức mà thôi. Thì thức biến đó là thế giới thật sự, thật tướng của nước, là thật tướng của sống. Và thật tướng của sống là vô tướng, tức là không có tướng, chỉ có cái hình lờ mờ thôi. Rồi chúng ta mới bắt đầu, người thì thích nước, tắm hoài một ngày 2-3 lần, người thì ghét nước sợ cả tháng không dám tắm.
Thì cái này ghét với thích này đó thì gọi là thế giới của độc ảnh cảnh. Đây là thế giới của đau khổ, thế giới của đau khổ. À, chút nữa chúng ta trở lại vấn đề đó. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng sau khi vô tức tánh cảnh và hữu tức tánh cảnh là cái a là gia của vũ trụ, thì do một niệm bất giác, niệm mê mờ, cái căn bản mê mờ này kêu là căn bản vô minh, thì chúng ta mới lọt xuống a là gia của cá nhân. Thì hôm trước tôi đã giảng được cái căn bản vô minh rồi nha. Căn bản vô minh từ đâu mà có? Nào, thì chúng ta thường đi thắc mắc tới chỗ cuối cùng, chỗ này là căn bản vô minh từ đâu mà có. Trả lời đầy được câu hỏi này là trả lời được tất cả. Nào, là nắm gọn được hết tất cả là thành Như Lai. Chỉ có Như Lai mới trả lời được câu hỏi này thôi. Còn hầu ra Bồ Tát cũng trả lời chưa có thông nữa. Mà Như Lai trả lời bằng cách nào? Bằng cách không trả lời gì hết. Đó là cách trời độc đáo nhất của chư Như Lai. Nào, là đòi hỏi một người đuôi mà hỏi ánh sáng mặt trời, như tôi thường thí dụ đấy, thì câu hỏi này là phải vô lý quá, chứ không chấp nhận được câu hỏi này. Nếu chấp nhận là một cái dại, một cái ngu, mà tìm cách trả lời là thêm hai cái ngu, mà trả lời ba cách là ba cái ngu, trả lời hàng trăm cách là hàng trăm cái ngu, cứ đưa người đuôi đi vào cái tưởng tượng. Dù người đuôi có biết ánh sáng mặt trời thì thật sự người đuôi cũng không biết, bởi vì con mắt vẫn là đuôi. Thì có thể biết ánh sáng mặt trời bằng cách tưởng tượng và ánh sáng mặt trời. Mà ánh sáng mặt trời tưởng tượng thì không phải là tự thân của ánh sáng mặt trời. Đó là cái câu trả lời về căn bản vô minh. Thì bây giờ sau khi lọt xuống A Lại Gia cá nhân rồi đó, thì chúng ta thấy là nó đi theo hai chiều. Một chiều đó thì chúng ta nên nhớ A Lại Gia cá nhân đây đó, thì nó thuộc về chuyển biến từng sát na, tức là thế giới của tịnh độ chứ không phải là quế độ. Mà tịnh độ thì nhận thức và đối tượng nhận thức luôn luôn nhập một. Thế giới này chưa có ngã, tức là chưa có không gian, mà chỉ có thời gian mà thôi. Thành ra ở đây khi A Lại Gia cá nhân như vậy thì nó chia làm hai, sông tương rồi nước chảy đôi dòng. Một dòng tiếp tục đi vào con đường đứng lặng, một dòng tiếp tục đi vào con đường sao động. Con đường đứng lặng đó thì tức là vọng tưởng kiên cố nó đập vào cái tướng phần của A Lại Gia để đi vào đứng lặng. Còn phần sao động đó là mặt na, nó đập vào cái kiến phần của A Lại Gia để đi vào phần sao động vọng hóa. Sao động chúng ta kêu là vọng hóa nha. Đó là trong kinh dùng danh từ đó. Còn đứng lặng đó thì trong kinh không có thấy nói cái gì, tôi mới dùng chữ xuống cấp, là cái dùng danh từ của tôi thôi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nói thì nhiều, chứ thật sự đứng lặng hay sao động gì cũng có ba phần hết á. Một phần thứ nhất là nhận thức. Nhận thức tức là cái hiểu biết đấy. Phần thứ hai đó là cái cảm giác. Phần thứ ba đó là tư tưởng. À, chỉ có vậy thôi. Rồi, thì cái nhận thức đó thì chúng ta thấy là đã đứng lặng á, thì ba cái nhận thức này đều giống nhau. Mặt trăng thứ nhất tức là nhận thức của thức thứ tám. Mặt trăng thứ hai tức là nhận thức của năm thức đầu. Mặt trăng thứ ba tức là nhận thức của thức thứ sáu. Đều là nhận thức đứng lặng hết, tức là hiện lượng và tánh cảnh. Hiện là gì? Hiện là bày ra. Lượng là nhận thức, là hiểu biết. Hiểu biết bày ra thẳng vào sự vật, không qua trung gian của phân tích và tổng hợp thì gọi là hiện lượng. Mà đi thẳng vào sự vật thì cảnh đó là cảnh thiệt. Mà cảnh thiệt ở đây đó là đúng ra không có hình mà không có tướng, nhưng mà bị xuống cấp cho nên dường như có hình mà chưa có tướng. Nếu nó không có hình có tướng thì chúng ta kêu là vô chất tánh cảnh và hữu chất tánh cảnh. Còn ở đây nó đã xuống cấp thành ra kêu là hiện lượng, chứ không thể kêu là tánh cảnh được, không thể kêu là vô chất hay hữu chất được. Đó là danh từ của duy thức để mà chúng ta rành rõ. Thì chúng ta thấy rằng thức thứ 8 cũng là hiện lượng, cũng là tánh cảnh. Năm thức đầu cũng hiện lượng tánh cảnh. Thức thứ 6 cũng hiện lượng tánh cảnh, nhưng mà có sự khác nhau. Hiện lượng của thức thứ 8 đó thì chiếu soi và tự chiếu soi, tức là chiếu soi ra ngoài rồi hồi quang phản chiếu trở lại. Còn năm thức đầu cũng chiếu soi và tự chiếu soi, thức thứ 6 cũng vậy, nhưng mà nó khác. Cái chiếu soi của thức thứ 8 đó thì chúng ta thấy rằng nó không có cái cảm giác vui buồn, mà chúng ta kêu là bất lạc, bất khổ thọ. Nó chuyển biến một cách cực kỳ thần tốc, bởi vì nó là từ ở vũ trụ nó xuống mà, chuyển biến rất nhanh.
Thì trong kinh thường dùng kinh từ là xả thọ. Thọ là cảm giác, xả là buông bỏ. Những cảm giác buông bỏ tức là chưa có cảm giác gì hết. Nhưng mà để giải thích tôi thêm bốn chữ nữa, là thường thường ở trong trong kinh dịch đó thì kêu nó là trạng thái của hồn nhiên hoặc là hỗn độn. Hồn nhiên tức là nó sống một cách tự nhiên mà nó chẳng hề ai biết gì hết. Và nó hỗn độn tức là trong đó một trạng thái hư vô vi tế. Trong Lăng Nghiêm kêu là hư vô vi tế. Hư vô là gì? Vô là không có gì hết. Hư là một khoảng trống không. Khoảng trống không vi tế tức là nhỏ nhiệm. Vi là nhỏ, tế là đập nát ra. Một cách nhỏ nhiệm vi tế bàn bạc khắp cả không gian. Mà thức thứ sáu không hề hiểu biết chuyển biến như thế nào. Thành ra không thể cải sửa gì về nó. Thành ra kêu nó là hồn nhiên hỗn độn. Mà không ai có thể biết được nó chuyển biến và diễn tiến của nó như thế nào. Chỉ do Như Lai nói lại mà chúng ta biết thôi. Thì cái đó kêu là hiện lượng tánh cảnh của thức thứ 8. Rồi sau khi nó lọt xuống, nó xuống cấp tới hiện lượng tánh cảnh của năm thức đầu, thì tất nhiên là nó bắt đầu mờ đi, chuyển biến chậm lại. Thành ra chúng ta thấy là cái cảm giác của nó cũng là bất lạc, bất khổ thọ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cảm giác bình thường, tức là xuống cấp. Thì thức thứ 6, cái sao động của thức thứ 6 một chút nữa chúng ta thấy nó có thể cải sửa. Cải sửa, cải sửa thành cái gì? Cải sửa thành lạc thọ và khổ thọ. Thành ra trong tri thức học nói rằng nó có lạc, bất khổ thọ, kêu là xả thọ đấy, và lạc thọ, khổ thọ, có ba thọ thôi. Nhưng mà chúng ta thấy trong tri thức thì thường có năm thọ nè. Cái lạc, rồi tới cái hỷ, rồi bên khổ, tới ưu. Hỷ thì hết rồi đó, chúng đây là mất, bớt, bắt đầu bớt cảm giác, không còn cảm giác nữa. Thì trong kinh 66 chúng ta thấy là ai cảm xúc với lạc thọ mà hoan hỷ, tức là qua hỷ đấy. Tới 8 tháng là mất cái lạc rồi đấy, chỉ còn khen thôi chứ chưa có nhận được cái lạc. Trú ở tức là đi chạy tìm kiếm để mà ẩn núp vào trong đó. Ái trước là bắt đầu chìm đắm ở trong đó cho tới đường. Thì chúng ta thấy chỉ có hai cảm giác rõ ràng nhất, đó là lạc thọ và hỷ. Lạc thọ thì cảm giác, người cảm giác và đối tượng cảm giác dường như là sống tích lấy nhau, đấm nhiễm lấy nhau, khó mà phân biệt được người cảm giác và đối tượng cảm giác. Và khi nó chuyển biến vận hóa xuống nữa thì bắt đầu có người cảm giác và đối tượng cảm giác rõ rệt. Cho nên nó vận hóa xuống, nó không thể chụp mũ, không thể cải sửa năm thức đầu. Năm thức đầu là cái chuyển biến rất nhanh, ánh sáng nó, hào quang nó chói lòa. Thành ra nó chỉ có chuyển biến, nó chỉ có cải sửa dung thông được cái lạc thọ thôi. Còn cái ưu hay cái hỷ không thể dung thông được. Đó là lý do sao mà năm thức đầu nó chỉ có ba thọ. Cái này cũng thâm thiền sâu chúng ta mới thấy rõ cái chỗ đó. Chứ thôi chúng ta không thấy rõ. Thành ra ở đây đó, cái năm thức đầu không thể kêu là thọ vững được, mà cái kêu là hư minh. Hư minh le lói chiếu soi, tức là cái phần đứng lạnh. Nhưng mà khi mà thức thứ sáu bên phần sao động chụp đủ nó rồi thì mới kêu nó là thọ quẩn. Còn cái vọng tưởng kiên cố cũng vậy, chúng ta không thể kêu là sắc quẩn, mà phải kêu nó là chi mạc vô minh, tức là nó chuyển biến rất nhanh, còn nhanh hơn hư minh lê lói chiếu soi nữa. Thành ra thức thứ sáu đi đến đây là chuyển biến chậm hơn. Hai cái nó đi ngược nha, chúng ta để ý hai cái đi ngược. Vọng tưởng kiên cố thì chuyển biến rất nhanh, đứng lặng mà nhanh, sáng lòa. Còn chuyển biến hư binh le chiếu soi là chuyển biến chậm lại, bớt sáng lòa bằng vọng tưởng kiên cố. Nhưng mà ngược lại, cái vọng hóa của thức thứ sáu đó thì đi từ hư binh le lói chiếu soi mạnh hơn, xuống tới vọng tưởng kiên cố thì yếu hơn, nó sao động ù lì hơn, thành ra khó mà cải sửa hơn. Chúng ta phải để ý, cái kia nó đi từ thức thứ bảy vòng tròn qua, cái này nó đi theo đường thẳng xuống. Để ý nào, chúng ta để ý chỗ đó. Thành ra năm thức đầu, cái bất lạc bất khổ thọ của nó chỉ có trạng thái bình thường thôi. Mà bình thường nó khác với bình thường hồn nhiên và hỗn độn của thức thứ 8. Tức là có thể cải sửa thành lạc thọ và khổ thọ, tới đây là hết. Chứ không thể cải sửa thành ỷ và ưu, thành nó có ba thọ mà thôi. Rồi xuống tới hiện lượng tánh cảnh của thức thứ 6 thì đến đây là cái sự đứng lặng bắt đầu thô tháo rồi đấy, chuyển biến chậm hơn nữa.
Do đó thức thứ sáu bên sao động mới có thể dung thông được nó, dung thông được nó. Nào, thức thứ sáu mà đi từ thức thứ bảy đưa qua thức thứ sáu được chuyển biến còn rất là nhanh, mặc dầu nó là sao động nhưng rất di tế chứ không có thô tháo. Mà gặp cái chuyển biến hiện lượng tánh cảnh của thức thứ sáu này thì lại ù lì thô tháo, đứng lặng thô tháo hơn. Thành ra hai cái trộn lại nhau như sữa với nước, hôm trước tôi đã nói. Thành ra nó có thể cải sửa cái này tới năm cảm giác. Cảm giác bình thường, bất lạc, bất khổ thọ, và cảm giác lạc thọ, hỷ, ưu. Nào, lạc và hỷ, ưu và khổ, với bất lạc, bất khổ thọ là năm cảm giác hả thầy? Thành ra lý do tại sao mà thức thứ sáu là có năm cảm thọ, còn năm thức đầu chỉ có ba cảm thọ thôi. Và thêm một cái nữa là thức thứ sáu, cái sao động đó có thể dung thông với cái đứng lặng, bất lạc, bất khổ thọ của thức thứ sáu, thành ra một trạng thái kêu là siêu thường, kêu là siêu thường. Siêu thường sao? Tôi xin qua cái phần sao động, qua cái phần sao động. Thì chúng ta thấy rằng cái thức thứ 8 đó, nó thuộc về đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Tức là thế giới của nó là thế giới của gạt rồng chuyển biến đứng lặng. Nhưng mà khi nó bắt đầu sao động rồi đó, thì chúng ta kêu nó là mạt na thức. Thì đứng lặng tức là nó chỉ là thức mà thôi, tức là sự chuyển biến từng sát na thôi. Nhưng bắt đầu qua chu kỳ thì bắt đầu nó có chủng tử. Rồi khi mà chủng tử trở vô ai là do thức, nó biến thành năng lực, tức là thức. Rồi khi nó sao động thì nó biến thành chủng tử. Thì thức thứ 8 vừa chơn vừa giọng. Chơn đó là nó nối liền với ai là do vũ trụ. Ai là do vũ trụ là chơn. Còn nó lại nối liền với mạt na là giọng. Thành ra nó ở giữa, nó vừa chơn vừa giọng. Thành ra kêu là chơn giọng hòa hợp. Chúng ta thấy chữ chơn giọng hòa hợp đó. Chơn có nghĩa là nối liền với ai là do vũ trụ. Mà ai là do vũ trụ là chơn. Còn nối liền với mạt na thì mạt na là giọng, là sao động. Cho nên nó nửa chơn nửa giọng. Còn mạt na cũng vậy. Mạt na nó phát xuất từ ai là do, tức là chơn đứng lặng. Nhưng mà qua tới nó thành ra sao động. Mà a lại gia đó thì đứng lặng, nhập vào đứng lặng, tức là chưa có ngã, chỉ có pháp mà thôi. Nhận thức là pháp, mà đối tượng nhận thức cũng là pháp, tức là chỉ có nhận thức mà thôi. Còn cái tướng chưa có, chỉ có cái hình lờ mờ hư vô vi tế mà thôi. Hiểu không? Rồi sau khi đó nó bắt đầu chuyển biến sao động thì kêu là mạt na. Thành ra mạt na nửa sao động mà nửa đứng lặng, bởi vì nó dính liền với thức thứ 8, nhưng mà nó nghiêng về phần sao động nhiều hơn. Thì bắt đầu có chủng tử, tức là bắt đầu có không gian. Không gian là một tên gọi khác của ngã. Chúng ta phải hiểu, chúng ta đừng tưởng không gian là cái gì. Có không gian là bắt đầu có ngã. Nhưng ở đây không gian rất là vi tế, rất là nhỏ nhịn, rất là u ẩn. Thành ra kêu nó là vọng tưởng u ẩn. Ẩn là núp kín, u là thâm sâu. Ẩn nấp một cách rất là thâm sâu, khó mà lường biết được. Rồi sau đó thì ở đây chúng ta thấy là bắt đầu không gian. Không gian đầu tiên đó tức là mạt na vậy. Rồi từ đây không gian bắt đầu thô tháo đấy. Thì bắt đầu đi xuống là phi tưởng, phi tưởng. Từ mạt na đi xuống nữa là phi tưởng, phi tưởng. Thành ra thế giới của mạt na đó thì chúng ta kêu là trực giác thì không đúng, mà kêu là gián tiếp thì cũng chẳng đúng. Nó có thể chiếu soi và phân nửa tự chiếu soi. Nó có thể chiếu soi và hồi quang phản chiếu. Nhưng hồi quang phản chiếu phân nửa thì nó bị sao động. Nếu mà nó phản chiếu hoàn toàn mà nó đứng lặng thì nó là ai là gia thức. Mà nó chiếu soi phản chiếu trở lại thì nó sao động. Thành ra kêu là mạt na. Thành ra hình ảnh cái chúng ta không thể kêu nó là hiện lượng được, mà cũng không thể kêu là tỷ lượng được, không thể nói nó là sao động được, mà cũng không thể nói nó là đứng lặng được, nửa đứng lặng nửa sao động. Nhưng mà nó còn nghiêng về phần đứng lặng nhiều hơn, giống như đứng lặng. Thành ra kêu là tợ đứng lặng, tức là tợ hiện lượng. Giống như là trực giác nhưng mà méo mó sai lầm. Thành ra kêu là tương tự như là hiện lượng, tương tự như là trực giác, nhưng mà thật sự chẳng phải.
thì nó chiếu soi trở lại cái kiến phần Alaya, chụp lên trên đó, nó thấy một trạng thái lờ mờ, dường như có tướng, nhưng mà tướng gì thì chưa có. Thành ra mới kêu nó là đới chất, là giai mượn tánh cảnh, nhưng mà chưa có cải sửa gì hết. Thành ra kêu là chân đới chất, có hình, bắt đầu có tướng. Tướng tức là không gian đấy, nhưng mà tướng gì thì nó lờ mờ thôi, một cái bóng đen mờ mờ thôi. Mà bóng đen là thật sự không có. Nếu mà nó đứng lặng thì hào quang sáng chói, rực rỡ hoàn toàn. Nhưng mà ở đây nó sao động, cho nên có cái dòng hào quang đen đen đen. Thì cái đó là cái tướng, là cái không gian. Nhưng mà tướng gì thì rất di tế, thành đã kêu nó là chân đới chất cảnh. Rồi xuống cấp, xuống giọng quá một lần nữa, ù lì hơn nữa, thì bắt đầu qua phi tưởng. Tức là thế giới đây là thế giới của thức thứ sáu, chứ không còn thức thứ bảy nữa. Thức thứ sáu khi mà nó sao động ít, nó di tế, thì những cái đứng lặng sẽ phản chiếu trong nó. Chúng ta thấy là chúng ta không thể đi tìm chân tâm, không để đi tìm chân như, mà chân như tự đến với chúng ta khi chúng ta bớt sao động. Thì ở đây cũng vậy, khi một người tu mà đè nén hết tất cả những vọng tâm, vọng tưởng, vọng tình xuống rồi, rất ít vọng tưởng, vọng tình, nghĩa là cái sao động ít, thì chúng ta thấy rằng mặt trăng chân như sẽ thoáng hiện. Nhưng mà chúng ta đi theo pháp đối trị, đè nén, sao động, thành ra không bao giờ đứng lặng được. Nó vừa đứng lặng một chút, vừa bớt sao động thì cái chân như hiện ra, rồi nó lại chụp mũ, nó tạo lấy cái hình ảnh đó để nó duyên, làm cái đối tượng để nó duyên. Thành ra phi tưởng, phi vi tưởng là cái trạng thái của tư tưởng cao nhất, trong vi tế nhất trong thức thứ sáu. Thành ra lúc bây giờ nó có thể thoáng thấy được chân như tịnh, tức là thoáng thấy được cái chuyển biến rực rỡ, hào quang sáng lòa mà không có sự chớp nhoáng, tức là không có khe hở, cũng chẳng có khoảng cách, tức là phi không gian và phi thời gian. Lập tức nó sao động, nó tạo ra cái phi không gian thời gian này để nó làm đối tượng, để nó duyên, để nó duyên. Nhưng mà sau đó thì nó thấy trong cái phi không gian, phi thời gian này lại có thời gian tuyệt đối, rồi chuyển biến xuống chậm nữa có thời gian và không gian tương ứng. Thành ra nó thấy dường như là bất biến, là phi tưởng, chẳng có tư tưởng. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì một hồi vẫn có tư tưởng phát hiện, rồi tư tưởng lại biến mất, rồi tư tưởng lại phát hiện. Nghĩa là phi không gian, phi thời gian, rồi một chút nữa lại có thời gian tuyệt đối, rồi lại có thời gian không gian tương ứng, rồi lại trở về thời gian tuyệt đối, rồi lại trở về bất biến. Cứ thế mà xoay dần mãi. Thành ra nó kêu là phi tưởng, phi tưởng. Tôi xin thưa trước rằng đây là cái thanh thiền của tôi, và công kinh thì chỉ đưa ra vậy thôi, không giải thích gì hết. Mà các học giả giải thích tùy theo cái hiểu biết của mình. Thì hôm nay tôi cũng giải thích theo hiểu biết của tôi. Thì đây là một cái đề nghị thôi, chứ không phải là sự thực chứng. Thì chư Phật tử để ý cho chỗ đó. Thành ra đây chúng ta có thể kêu một danh từ khác là chân không mà dự hữu. Chân không mà dự hữu. Nhưng mà chân không dự hữu đây là món đồ giả mạo, hình ứng đề nội chế do tư tưởng nó tạo ra. Ông Trời Thiên là nói tới bảy mai phát biến quá là nó thấy được Phật Bà và nó tạo Phật Bà giả để mà nó duyên. Nhưng mà nó vẫn thấy Phật Bà thiệt, nhưng mà không thể thấy mãi. Rồi nó tạo ra cái Phật Bà giả để nó làm đối tượng nó duyên. Rồi từ đây là chân không dự hữu. Thành ra một vị A-la-hán kể như một vị phi tưởng, phi vi tưởng, thấy cái nhìn mình đó tương đương với A-la-hán, mà thật sự nó gần như tương đương, tương tạo đấy. Nó cũng thoáng thấy được chân không dự hữu. A-la-hán thấy được chân không dự hữu đấy, nhưng mà không dám phát Bồ Đề Tâm thôi. Đó là chúng ta, theo tôi phải hiểu vậy. Còn kế đó là nó vọng hóa xuống nữa, ù lì hơn, chuyển biến sao động nhiều hơn, thì bắt đầu nó không còn thấy được cái chân không dự hữu nữa, mà nó chỉ thấy còn cái chân như thôi, tức là cái bất biến thôi. Từ cái bất biến mà chuyển biến ra, tức là chân như tịnh đó, bây giờ không còn thấy nữa, nó chỉ thấy được cái chân như động thôi, thấy được cái bất biến thôi. Thì cái đó kêu là vô sở hữu xứ, nơi đây là không có thời gian, chưa có không gian gì hết, chỉ một vùng hào quang sáng lòa mà thôi. Và thì khi nó vọng hóa xuống rồi thì nó không còn thấy chân không dự hữu nữa, mà chỉ thấy có cái chân không mà thôi.
thì nó kêu là vô sở hữu xứ. Rồi nó mới tạo ra cái chân không giả tạo để nó làm cái đối tượng để nó duyên. Rồi khi nó vọng quá xuống thấp nữa thì nó ù lì thêm, thì nó không còn thấy được cái chân như nữa, mà nó chỉ thấy được cái a lại gia thức của cá nhân thôi, tức là chuyển biến đứng lặng mà thôi, chuyển biến đứng lặng mà thôi, chứ không còn thấy sự bất biến nữa. Thấy được chuyển biến đứng lặng thì nó kêu là thức vô biên. Rồi nó mới tạo ra cái thức vô biên giả để làm đối tượng nó duyên, thành ra kêu là thức vô biên xứ, tức là a lại gia thức. Nhưng a lại gia thức đây là a lại gia thức của tư tưởng, chứ không phải a lại gia thức của thức thứ 8. Còn vô sở xứ đây không phải là chân như thiệt, mà là chân như của tư tưởng. Còn chân không diệu hữu đây cũng không phải là chân không diệu hữu thiệt, mà chân không diệu hữu của tư tưởng. Rồi nó rộng quá nữa, một lớp nữa, thì nó không còn thấy được thức a lại gia nữa, mà nó chỉ thấy mạt na. Mà mạt na là đầu mối của hư không. Mạt na là đầu mối của hư không, đầu mối của cái ngã, là cái ngã u ẩn nhất, là cái hư không u ẩn nhất. Thì bây giờ cái tư tưởng nó chỉ thấy được, khi nó vọng quá, quá ù lì, quá nặng nề rồi, thì nó chỉ thấy hư không của mạt na. Rồi nó tạo ra cái hư không của tư tưởng để nó làm đối tượng nó duyên, làm đối tượng nó duyên. Mà vị chư Phật tử cần chú ý một cái nha, là hư không của mạt na thì nó hữu biên, tức là nó không có vô lượng vô biên đâu, nhưng mà nó cũng rộng lớn đấy. Còn tới hư không của thức thứ 6 thì tất nhiên là giới hạn còn nhiều hơn nữa, bởi vì nó rộng quá nặng. Còn cái a lại gia thức thì chúng ta nên nhớ nó thuộc về đứng lặng, thành ra nó vô lượng vô biên. Nhưng mà khi tư tưởng chụp mũ nó tạo thành cái thức, thức a, thức vô biên rồi đó, thì cái vô biên này không có, mà thật sự là thức hữu biên. Thức không vô biên, thức vô biên, thức này không có vô biên đâu. Thức của a lại gia là vô biên, nhưng mà thức do tư tưởng tạo thì hữu biên. Còn vô sở hữu xứ thật sự của chân như thì tức cũng là vô lượng vô biên, nhưng mà ở đây do thức thứ 6 tạo thành, thành ra vẫn là chân như hữu biên, chân như tưởng tượng thôi. Còn chân không diệu hữu cũng vậy, cũng là hữu biên. Tất cả đây chỉ là đồ nội chế, nội chế. Đây là cái độc đáo nhất của duy thức mà theo tôi nghĩ. Thành ra chúng ta nên nhớ là vô chất tánh cảnh, đừng tưởng nó là vô chất tánh cảnh, nhưng mà nó dính liền với hữu chất. Hữu chất tánh cảnh chúng ta đừng tưởng là hữu chất tánh cảnh, nhưng mà nó dính liền với vô chất tánh cảnh và dính liền với hiện lượng tánh cảnh của thức thứ 8. Nó phải đi vậy đó. Hiện lượng tánh cảnh thức thứ 8 đừng tưởng là hiện, bởi vì nó chuyển biến hoài mà không có gì đứng ngừng hết á. Thành ra a lại gia của cá nhân đó thì nó dính liền với hữu chất tánh cảnh, và nó dính liền với chi mạc vô minh, tức là động tưởng kiên cố đấy, và nó dính liền với mạt na. Còn mạt na cũng vậy, nó dính liền với a lại gia thức của thức thứ 8, và đồng thời nó dính liền với thức thứ 6. Còn thức thứ 6 cũng vậy, nó dính liền với thức thứ 6 của đứng lặng và thức thứ 6 của vọng tưởng, và nói dung thông năm thức đầu và vọng tưởng kiên cố. Thì chúng ta thấy cái gì nó cũng làm cái khoen, tôi kêu là thập nhị nhân duyên đó, 12 cái khoen nối liền với nhau, có hiểu không? Hồi tới đây nhau ai có hỏi gì thì hỏi, rồi tôi dẫn tiếp đó. Thì nó có hiện lượng tánh cảnh nhau, thức thứ 8, năm thức đầu và thức thứ 6 đều là hiện lượng tánh cảnh hết, nghĩa là cảnh thật. Nhưng mà ba cái nói một thứ thì thật, mà nói khác nhau thì sai, tức là cảnh cũng thật sự hết, nhưng mà tánh cảnh đây nó bàn bạc hư vô vi tế, thành ra cái cảm giác của nó, cảm thọ của nó chưa có, nó chỉ có xả thọ thôi, nhưng mà xả thọ của nó là hồn nhiên hỗn độn, tức là không ai biết nó chuyển biến sao, không ai mà thay thế nó, không ai xen vào nó được. Còn hiện lượng tánh cảnh của năm thức đầu thì cũng bất lạc bất khổ thọ, nhưng mà có thể bị cải sửa thành lạc thọ và khổ thọ do cái sao động của thức thứ 6, nhưng mà nó cũng còn chuyển biến nhanh hơn là bất lạc bất khổ thọ, nên lượng tánh cảnh của thức thứ 6, thành ra nó chỉ có thể cải sửa thành lạc thọ và khổ thọ mà thôi. Còn khỉ với ưu thì chuyển biến thấp hơn, thì thức thứ 6 sao động không thể cải sửa nó, không thể dung thông nó, chỉ có thể dung thông chụp mũ nó thành ra lạc và khổ mà thôi.
do đó nó chỉ có ba thọ. Còn thức thứ sáu đứng lặng đó thì tất nhiên là nó cũng là tánh cảnh, nhưng nó đã hiện hình rõ rồi, hiện hình rõ rồi. Mà trong duy thức học thường thường đó, chư Phật tử thấy đó, cái vọng tưởng kiên cố đó mà nó đập vào cái kiếm phần của ai là da đó, thường trong kinh kêu là nhìn. Cái danh từ này độc đáo đó, trong chữ Hán kêu là thị, thị nhi bất kiến, kiến nhi bất tri. Thì dịch ra tiếng Việt chúng ta là nhìn mà không thấy, thấy mà không biết. Nhìn là gì? Thì chúng ta để ý cái nhìn này là cái nhìn đứng lặng. Ví dụ tôi có con mắt, tôi nhìn ra ở ngoài cửa quyền kia. Bây giờ tôi nhắm con mắt lại thì cái nhìn tôi còn không? Chúng ta thấy vẫn còn đấy. Cái nhìn là một cái gì lờ mờ hả? Cái gì lờ mờ mà trong vài kinh 66 đó là do duyên nhãn căn, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Nhãn thức đây là cái nhìn đấy. Nhìn mà không thấy gì hết. Ví dụ bây giờ tôi đang nhìn ra cửa quyền ngoại, mà tôi đang tập trung giảng pháp như thế này, tức là không có tác ý, thì bây giờ có cái bóng hình ai đi ngang đó, thì có người Phật tử chạy vô bạch sư, nãy có đứa con trai con nó chạy vô tịnh xá, tôi có thấy không? Tôi nói nãy nó chạy vô trước mặt sư nãy, nó chạy ngang cửa quyền đó. Tôi nói dường như có, dường như không, tôi không để ý lắm. Tôi thấy rằng như có cái bóng mờ mờ, không biết người ta hay là thú, ai đi qua gì thôi, thì tôi vẫn có cái nhìn. Nhưng mà thiếu cái tác ý, thành ra nhìn mà không thấy. Không thấy, hỏi thì tôi lờ mờ vậy thôi. Mờ mờ hư vô di tế thôi, thì đó gọi là cái nhìn. Rồi qua tới khi mà có sự lắng nghĩ một chút rồi thì mới bắt đầu có cái thọ. Thọ bất lạc, bất khổ thọ, tức là căn trần thức. Tôi mà có một sự tác ý trong đó thì có cái thọ. Mà cái thọ này là thọ bất lạc, bất khổ thọ, kêu là kiến, là tôi thấy. À, tôi thấy dường như có cái vật gì, có cái con gì, hay có người ta, thấy là người ta đấy. Nhưng mà người ta đó là ai, đứa nít, trai hay gái thì tôi chưa biết. Nhưng mà tôi biết có hình tướng người ta, dường như có, dường như không. Thì cái này cái thấy, nhưng mà chưa có phân biệt, chưa có phân biệt. Thành ra thị nhi bất kiến, nhìn mà không thấy. Thì cái nhìn đây tức là vọng tưởng kiên cố, chứ chưa phải là sắc vững đâu. Sau sắc vững, cái vọng tưởng sao động ở chụp bổ đấy. Còn cái thấy đó là hương binh le lói chiếu soi, hai lòng kêu là phóng vật. Phóng vật, phóng vật là trong kiết sử, 10 kiết sử đó. Còn vọng tưởng kiên cố, 10 kiết sử kêu là vô minh. Thì cái này A-la-hán mới trừ được đấy. Chúng ta thấy không phải dễ. Còn cái sắc vững này đó thì nhập lưu trừ được rồi. Còn cái thọ vững đó thì nhất giảng lai và bất lai là trừ được rồi. Nhưng mà hương binh tức là phóng vật là phải A-la-hán mới trừ được. Thì chúng ta thấy là cái thấy này, cái thấy mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm kêu là cái thấy chân tâm đấy. Đức Phật chỉ cho A Nan thấy là cái thấy này chính là chân. Bác bỏ 7 lần vọng tâm rồi cuối cùng là chỉ cái thấy, cái nghe, cái biết, cái này mới là chân tâm. Đó là mặt trăng thứ hai, chính là hữu binh lê lói chỉ soi là mặt trăng thứ hai đấy. Nó là chân. Nhưng mà khi nhận được nó rồi, A Nan muốn chết lên chết xuống mới nhận được nó, thì ngài đã bác bỏ. Ngài nói A Nan ơi, nó là mặt trăng thứ hai, nó không phải chân đâu. Nhưng mà đừng nói nó vọng, nó cũng chẳng phải vọng nữa. Nhưng mà nó do đè mí mắt mà thấy một cái lằn nổi lên, cái lằn đó là mặt trăng thứ hai, nó không phải là mặt trăng thiệt. Cái chỗ này là cái chỗ mà mấy chục năm tôi muốn chết vì cái câu ở trong Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà sau coi di thức rồi, coi 10 cái chữ rồi tôi ngộ cho cười một mình. Nếu ai mà thấy ra tưởng đâu tôi điên. Khi mình tìm được cái gì mình khoan khoái trong người lắm. Sau bao năm trường mà suy nghĩ tìm kiếm là mình hiểu được. Thì tôi thấy Đức Phật nói hay. Thành ra cái hương binh lê lói phía soi hay phóng vật này đó, thì so với cái ai là gia võ trụ thì nó là vọng, bị xuống cấp mà, xuống cấp. Nhưng mà xuống cấp chứ chưa có tướng đâu, chỉ có hình thôi. Ai là gia võ trụ thì chẳng có hình, chẳng có tướng, nó chỉ là một vùng hào quang rực rỡ thôi. Nhưng mà khi xuống cấp rồi nó lờ mờ, nó hư vô di tế. Thì hư vô di tế là mặt trăng thứ nhất, là cũng chưa có gì, cái hình rất là lờ mờ. Rồi tới đây là hình bắt đầu tương đối là cô động rồi đấy, nghĩa là dường như có vật, dường như không vật, dường như có tiếng, dường như không tiếng. Thì trong bên âm thanh thì kêu là lắng, lắng mà không nghe, nhìn mà không thấy. Thì chúng ta nhìn mà nó không thấy, mà lắng thì đổ tai mình lắng xuống nhưng mình không nghe. Còn nghe mà không biết, nghe thì nghe nhưng không biết tiếng người ta hay là tiếng loài chim, hay là tiếng người Mỹ hay là tiếng người Việt, hay là tiếng người nam hay là tiếng người nữ, có tiếng. Thì cái này có tiếng mà dường như không tiếng, nó mập mờ le lói như vậy. Thành ra kêu là thấy, nghe.
À, còn bây giờ tới cái thứ ba là cái biết. Chúng ta có biết là chúng ta mới chết. Biết mà không phân biệt với cái biết mà phân biệt. Thì cái biết không phân biệt này tức là hiện lượng tánh cảnh đứng lặng của thức thứ sáu. Còn cái biết mà phân biệt là tỷ lượng đối chất cảnh, tự đối chất cảnh của sao động của thức thứ sáu. Thì hai cái này, cái vọng tưởng mà sao động đó thì tất nhiên có hình mà có tướng. Còn cái đứng lặng hiện lượng tánh cảnh này, cái tri giác đó thì có hình mà chưa có tướng. Cho nên hai cái nó dung thông như nước và sữa. Nước và sữa. Mình cảm thấy này rất khó mà phân biệt. Thành ra trong di thức học thường kêu nó là tri giác, là cái đứng lặng hiện lượng tánh cảnh của thức thứ sáu. Còn kêu là ý thức, là cái sao động tỷ lượng tạo đối chất của thức sao động của thức thứ sáu. Hai cái này dung thông với nhau một cách chặt chẽ, một cách sống chết đấm nhiễm với nhau, mà người không trực giác không phân biệt được. Tức là tôi nói hồi nãy là thế giới của tứ không và thiền thứ tư của cõi trời sắc giới. Đây là thế giới của đối chất hòa lẫn với thế giới của tánh cảnh. Thế giới của đối chất hòa lẫn với thế giới tánh cảnh. Tức là ở đây tôi nói là một thiền, một tứ thiền của sắc giới và bốn vô sắc. Thì đây chúng ta nói là thế giới của đứng lặng thì không đúng, mà nói là thế giới của sao động thì cũng không đúng. Thành ra nói nó lạc thọ, khổ thọ, lạc thọ thì không đúng, mà nói nó bất lạc, bất khổ thọ thì cũng không đúng. Thành ra tôi dùng chữ là siêu thường, bất lạc, bất khổ thọ mà vượt lên trạng thái bình thường. Trạng thái bình thường. Chứ thật sự theo cái nhìn của tri thức thì nó là lạc thọ đấy. Một cái lạc thọ trá hình. Mà nó quá vi tế đi. Mà nếu mà nói là đứng lặng thì nói là bất lạc, bất khổ thọ. Mà nếu nói là sao động nó thì tất nhiên là lạc thọ. Mà đằng này nói nó sao động cũng không đúng, mà nói nó là đứng lặng cũng không được đúng. Thành ra kêu nó nghiêng về cái chiều hướng đi về cái đứng lặng nhiều hơn. Thành ra kêu nó là bất lạc, bất khổ thọ, siêu thường. Tôi ngồi thiền tôi ngừng cái này muốn chết luôn á. Nó đúng là tôi thấy tôi mừng. Nếu vậy thì nó sáng tỏ. Thì mình tu mình mới khỏi lạc. Nếu mình tu theo con đường sao động cứ thăng qua mãi, hoặc là từ trên xuống hoặc từ dưới lên, rồi từ đây đó chúng ta mới thấy là cái hư không vô biên thì đó là tứ không. Rồi từ đây đó rộng quá thêm nữa, cái thức sao động nó sao động nặng nề hơn nữa, thì bắt đầu nó bất lạc bởi khổ thọ mà có sắc thân, bắt đầu xuống cõi trời sắc giới đấy. Tứ thiền của cõi trời sắc giới có sắc thân, mà sắc thân nó rất là mờ, chưa có rõ rệt. Thành ra nó cũng thuộc về bất lạc bất khổ thọ, nhưng mà bắt đầu có cái cảm giác chưa có rõ rệt trên sắc thân, thì chúng ta kêu là tứ thiền bất lạc bất khổ thọ. Cõi này kêu là cõi bất động. Bất động nghĩa là có sắc thân mà sắc thân bất động. Từ đây nó mới chuyển biến qua hư không được. Thành ra ai muốn qua hư không vô biên, thức vô biên là phải qua tứ thiền. Không qua tứ thiền là không qua không vô biên được. Mà qua không vô biên thì dễ thôi. Chúng ta từ tứ thiền chúng ta cứ niệm là sắc thân này là hư không, tư tưởng là hư không, hoàn cảnh chung quanh là hư không. Cứ niệm như vậy mãi để chúng ta quân tập những cái chủng tử hư không, thì thời gian sắc thân biến mất, chỉ còn hư không, cái tâm hư không. Hư không là không gian, cái sắc thân là không gian, và cái hoàn cảnh chung quanh là không gian. Thì chúng ta nhập vào hư không vô biên. Theo cái chuyển kiến tôi như vậy đó. Tôi kỳ rồi đi chứ Đại Ninh tôi tính nhập vào đó đó. Thì cái đó phải thời gian ngồi 6-7 tiếng là đủ điều kiện thì nhập thử. Còn tứ thiền thì chúng ta có thể vào dễ thôi. Nếu cố gắng thì vào được thôi. Còn tứ không là khó đấy. Phải qua tứ thiền rồi bắt đầu niệm. Niệm mãi như vậy rồi cái thức chúng ta trong sáng từ tứ thiền chúng ta sẽ thấy mất thân, chỉ còn hư không thôi. Rồi từ hư không đó chúng ta đi di tế hơn nữa, tiến lên nữa, hay không? Tập trung kỹ, tập trung lâu, tập trung sâu và tập trung mạnh, thì chúng ta thấy cái giọng, thì chúng ta thấy là và nó không có không gian, nó chưa có không gian, nó chỉ có thời gian thôi. Không gian bị quá giải vào thời gian. Đó, thì chúng ta cứ niệm thức vô biên thời gian, cái hư không là biến mất, chúng ta đi sâu vào thức vô biên. Thì chúng ta thấy được ai là gia thức.
Rồi từ đó là thức thứ sáu mới tạo ra lại gia giả để mà duyên vào đó. Cái thức thứ sáu độc đáo vậy á, bởi vì nó cái giọng quá nó lên xuống hoài, nó không có nằm một chỗ được. Khi mà tập trung cho dữ, tập trung cho mạnh, tập trung cho kỹ, tập trung cho lâu, tập trung cho sâu thì nó đạt được trạng thái đó rồi nó chạy trở xuống. Văn ôn võ luyện mà như vậy là nó trở xuống thì nó mất nó mới tạo cái hình ảnh đó để nó duyên, hình ảnh giả tạo để duyên. Rồi thỉnh thoảng nó tập trung kỹ, tập trung lâu, tập trung mạnh, tập trung sâu vào nữa thì nó thấy được cái bất biến, tức là chân như tịnh đấy, nó thoáng thấy được bất biến rồi lại biến mất thì nó bắt đầu nó mới tạo cái hình giả của chân như tịnh để nó duyên. Còn nếu tập trung kỹ, tập trung mạnh, tập trung lâu, tập trung sâu nữa, đè nén cho mạnh nữa thì nó thấy được cái chân không dự hữu. Hết rồi, tới đây là hết rồi, mình thấy được một loáng thôi, bắt đầu là thứ tư sáu nó tạo ra cái giả cảnh để làm đối tượng nó duyên. Thì tôi thấy cõi trời phi tưởng tới đây là hết, cõi này là cõi cao nhất trong cảnh giới vô sắc, tức là sống hoàn toàn bằng tư tưởng, không hoàn toàn bằng bốn thức thôi, mà tư tưởng ở đây có liên can tới thế giới của tánh cảnh, liên can tới giới tánh cảnh. Bởi vì tới đối chất cảnh rồi thì hết rồi, đối chất rồi thì mình lên chân đối chất, tội đối chất là của tư tưởng, chân đối chất là của mặt na là hư không vô biên. Còn lên chân đối chất nữa thì tức là tánh cảnh của A La Gia. Mà lên tới chân tánh cảnh A La Gia nữa thì tất nhiên là tánh cảnh của vũ trụ. Mà lên tánh cảnh vũ trụ nữa tới chân như tịnh, tức là phi thời gian phi không gian. Thì thoáng thấy loáng thoáng như vậy thôi nó tạo ra, thành ra thường giữa A Phật phi tưởng thường cho mình tương đương với A La Hán. A La Hán thì cũng đi tới chỗ đó là trở về sau khi bỏ sắc thân ngũ uẩn này, A La Hán trở về với vô sắc tánh cảnh, tức là cái thể của vũ trụ. Như thế có rõ không? Giờ tạm lên đây ha, không có ai hỏi gì thì hỏi. Rồi chúng tôi dẫn tiếp lên. Mấy tôi đi sâu á, ngày càng sâu, hoặc là bữa nay nghe rõ hơn, hoặc là rối loạn thêm, thì tùy chư Phật tử thôi. Thì tới nếu mà chưa được nữa tôi dẫn nữa. Còn được rồi chúng ta bắt đầu đi qua cái thứ hai, cái tờ thứ hai, tức là tám thức đấy. Rồi tới bài thứ ba, 15 hàng chúng sanh. Cái đó thì mau thôi, nó nằm ở trong này. Rồi chúng ta mới bắt đầu đi vào bài kinh 66, đi cách dễ dàng thôi. Nếu không nắm cái này là chúng ta đi vào bài kinh 66 không được. Thành ra ở đây tôi mới đề là vọng tưởng kiên cố, thì tức là danh từ của Thủ Lăng Nghiêm, mà trong 10 kiết sử Ba La Hán kêu là vô minh. Còn hư minh lê lói chiếu soi là cũng danh từ của Thủ Lăng Nghiêm thôi, mà trong di thức, trong 10 kiết sử kêu là phóng dật. Còn thức thứ sáu đó thì nó kêu là vọng tưởng dung thông, vọng tưởng dung thông. À, chính là trong 10 kiết sử kêu là cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Mà nên nhớ sắc giới đây là tứ thiền của sắc giới nha, chứ còn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền không phải. Cái này là cái chết đó, tôi thì tưởng là sắc giới là từ sơ thiền, nhưng mà người mới nghi lại nữa thì trời ơi, sơ thiền thì nhị thiền, tam thiền cũng còn ở trong cái chiếm hữu về những cái cảm giác bên trong. Tới tứ thiền đó thì bất lạc bất khổ thọ mới dứt được cảm thọ. Như vậy thì bất lai đã dứt rồi, tam thiền bất lai đã dứt rồi, chỉ có tứ thiền là bất lai chưa dứt, lọt vào tứ thiền thì tứ thiền mới là bất lạc bất khổ thọ. Thành ra trong 10 kiết sử nói là A La Hán trừ được cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc, phóng dật, ngã mạn và vô minh. Mà chữ sắc giới này trong kinh độc đáo ấy, dùng chữ sắc giới mình tưởng đâu là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà không phải. Sắc giới này là cõi bất động, tức là tứ thiền của sắc giới chứ không phải tam thiền, nhị thiền. Rồi đó thì tôi cứ tưởng là từ sơ thiền tới tứ thiền thôi, bị trong kinh không có giảng gì hết trơn á. Thật độc đáo á, tức là kinh trong kinh là bí hiểm, mà chúng ta phải so sánh từ bên này qua bên kia qua bên nọ, thì chúng ta mai ra chúng ta bị bõm, chúng ta nhận được một phần nào của thánh ý thôi, còn không là chết cứng. Và nó đòi hỏi người tu là phải ít hữu phận, ít thực sự, nó chìm đắm ở trong yên lặng thì mới tìm ra cái thánh ý của chư Bồ Tát và chư Như Lai, chứ không phải vậy. Chúng ta phải hiểu vậy. Thôi giờ ngưng ở đây, chút chư Phật tử nào có hỏi gì thì hỏi, để rồi tôi tiếp tục giảng thêm. Chứng tỏ vậy là chưa có nhập lưu được đấy, chúng ta chưa giàu quả nhập lưu được. Chưa nhập lưu với cái tứ thiền chúng ta không phân biệt rõ, tứ thiền tứ không nhập lưu chỉ cách nhau đường tơ kẻ tóc mà thôi. Thì bây giờ nó khó khăn, nó liên can với cái bài hỏi của tôi và là những bậc thánh nhân với những bậc thiên tài đấy. Là cái chỗ này, cái chỗ tôi ngưng hoài đấy. Thì qua nhập lưu không phải dễ. Ba cái sự đầu coi vậy đó mà thân kiến với cấm thủ nghi là cảm ơn vấn đề đấy. Không khéo là chúng ta lọt vào ngoại đạo. Chỉ cách nhau đường tơ kẻ tóc mà thôi. Thì chư Phật tử phải có một cái sự sáng tạo
không thể tin vào ai hết. Mình phải đọc hết tất cả kinh sách và phải có một cái nòng cốt, một cái lõi của mình để mình nắm. Tất cả cái lõi này đòi hỏi mình phải có sự thực chứng, phải có sự sáng tạo trong đó. Dù Đức Phật nói bây giờ cũng vậy nữa, mình không thể tin được. Cũng như Thượng Tọa ở Vĩnh Long nói với tôi là một vị A-la-hán đó, đã đắc quả A-la-hán rồi, mà khi bệnh nó còn chịu cái khổ không nổi, thành ra tự giận. Hỏi tôi thấy sao? Nó hoàn toàn không tin. Nếu dựa vào cái lõi trong đó mình thấy đó là tứ thiền là bất lạc bất khổ thọ rồi. Một vị trời mà tứ thiền nó có thể khi đau, khi đau nhất thì có thể ngập vào tứ thiền thì không còn cảm giác nữa, thì làm sao mà tự giận? Mà uống gì một vị La Hán là vượt qua cái đó, bất lai là cũng được cái đó rồi, bất lai thường trực đấy, chứ không phải đợi tới nhập. Vì cái bát nhã là không có nhập sức, còn cái tứ thiền đó của sắc giới thì phải nhập vào đó thì mới hết cái đau đớn. Mà vị đó chịu không nổi, Đức Phật đến hỏi mà nói chịu không nổi, rồi cuối cùng Đức Phật khuyên mày cũng chịu đi, nhưng Đức Phật đi cái ngày cầm dao ngày tự sát, đâm vào mình chết. Thì Tư Tỳ Kheo cho hay Đức Phật trở lại. Đây tôi không nhớ đọc ở đâu, mà tôi không nhớ nha, trụ trì ở Ngọc Viên nói thôi, mà ngài rất tin vào đó. Rồi Đức Phật mới ấn chứng cho vị Tỳ Kheo đó là vị Tỳ Kheo này đắc quả A La Hán. Rồi hỏi ở trên hư không đó có những cái đốm đen, những cái bóng đen trên đó, Tư Tỳ Kheo có biết là ai không? Thì Tư Tỳ Kheo không biết, thì Đức Như Lai mới giảng rằng đó là ma ác ma đấy, nó đi tìm cái A La Gia của vị Tỳ Kheo này, tức là từng cái linh hồn của vị Tỳ Kheo đó. Nhưng mà vị Tỳ Kheo đã vào việc thọ tưởng định rồi, dầu cho người trời phi tưởng, dầu cho ngoại đạo cái nào cũng không tìm được cái A La Gia của vị A La Hán. A La Hán không còn A La Gia nữa, không là A La Gia cá nhân nữa, không còn ngã nữa, mà nhập vào A La Gia vũ trụ, tức là trở về việc thọ tưởng định, tức là vô chấp tánh cảnh. Theo tôi á thì tôi không chấp nhận đó, dầu mặc dầu là kinh nói, kinh của Nguyên Thủy đấy, thì đó là Thế Tôn viết đấy, Thế Tôn nói lại đấy. Thì trong kinh viết là miệng Thế Tôn ấn chứng là vị Tỳ Kheo này đắc quả A-la-hán mà phải tự đâm mình chết, thì cái đó tôi hoàn toàn không tin. Cũng như mà hồi sáng tôi nói về vấn đề mà Na Tiên Tỳ Kheo cũng vậy, nói là một người mà từ đây nghĩ tới Trà Vinh, đây là tôi đổi sửa lại thôi, với một người nghĩ tới chợ Bến Thành, thì hai cái tư tưởng này tới một lượt tôi cũng không chấp nhận. Hồi xưa tôi chấp nhận, nhưng bây giờ tôi thấy nó có một cái gì ạ, nó có một cái gì không ổn, không ổn. Mà đó là kinh đấy, kinh Na Tiền Tỳ Kheo là một kinh nổi tiếng của thế giới, mười mấy hai chục nước đã dịch ra, mười mấy hai chục thứ tiếng. Nhưng mà thật hay không thì tôi chưa dám nói trong đó sai, chưa dám nói tôi đúng, nhưng mà đây là đề nghị cách giải thích cho nó sáng tỏ. Tôi chỉ làm sáng tỏ vấn đề thôi. Chừng nào mà của tôi mờ tối đó, mà bế tắc đó, thì tôi tin vào kinh, mà kinh phải giải thích sáng tỏ đấy. Bây giờ có Như Lai thiệt, có là Phật Thích Ca đâu đi, tôi cũng đưa ý kiến câu hỏi à. Nhưng mà chỉ con chó mà nói con bê thì tôi cũng phải hỏi. Tôi nói con thấy con bê mà ngài nói con chó, con không đồng ý. Ngài chỉ cái ngu của con, tại sao con nhìn lầm như vậy? Chừng nào ngài chỉ sáng tỏ, còn không sáng tỏ là dầu có Như Lai, kim khẩu của Như Lai nói, thì tôi cũng không đồng ý. Bởi cái nhìn tôi nó là như vậy, cái nhìn ngu si mình là như vậy. Chừng nào mình sáng tỏ thì mình mới bỏ cái nhìn ngu si của mình. Thì đó là theo trong kinh là kính thức cái tôn nhất. Còn thấy tôi nói gì cũng A-di-đà Phật, A-men hết, thì cái đó là bất tỉnh. Theo đạo Phật á, cái gì không phải hiểu cho thấu đáo. Thì trở lại vấn đề, ông Thiện Khánh nói rằng cái không hư không vô biên, thức vô biên, vô sở phi phi tưởng là loáng thoáng thấy, rồi tạo ra cái đối tượng giả để mà duyên. Thì cái đó thì kể như nhập lưu rồi đấy, là thấy được cái phần tánh, thấy được tánh cảnh. Thì sư Phật tử thấy thì sao? Tôi có coi trong Thanh Tịnh Đạo, trong Tứ Độ Luận cũng có giảng về tứ thiền tứ không, nhưng mà nó mờ, tôi không chấp nhận mấy. Đây là đề nghị, tôi đã nói trước là đề nghị của tôi thôi, rồi tôi sẽ giải thích thêm chứ đây chỉ là giải thích sơ thôi. Tôi giải thích cái cách nhìn của những bậc thánh nhân nhìn như thế nào, để chúng ta biết rõ hơn, chúng ta biết rõ hơn. Bây giờ ai có ý kiến nữa, chúng ta cứ đưa ý kiến theo cái hiểu biết của mình đi. Thì khi mình thấy rằng nó không sáng tỏ thì phải chấp nhận cái gì sáng tỏ tạm thôi, rồi mai mốt cái gì sáng tỏ hơn nữa, cái mình nó sai thì mình sửa nữa. Nó tu là mình tiến hóa từ từ, chứ chưa ai là thánh nhân đâu. Ở đây tôi cũng chưa phải là thánh nhân, nhưng mà tôi may mắn hơn là tôi có thời giờ để mà tham thiền thì hơn chư Phật ở chỗ đó, hơn nhau là ở chỗ bền bỉ và có thời gian để mà đi sâu, thời gian vắng lặng yên tĩnh
để mà đi sâu vào chân lý. Chân lý võ trụ nó đòi hỏi một sự yên lặng, tỉnh táo, đòi hỏi vô sư trí, tức là ngồi cho lâu, ngồi lâu mà biết cách ngồi đó, để tâm như thế nào, chứ ngồi lâu mà thành đất đá thì nó lại kẹt nữa. Ngồi lâu mà để cái tâm thanh tịnh, tất cả cái sự sao động nó lắng chìm xuống, hoặc là trực nhận nó, hoặc là đè nén nó xuống, thì cơ duyên chúng ta mới hiểu được Phật Pháp. Cái Phật Pháp không phải dễ hiểu. Thì chư Phật tử nào có cái cơ duyên vậy đó, thì chúng ta tham thiền, chúng ta đưa ý kiến nhiều khi nó đúng hơn của tôi, đúng hơn của tôi. Bây giờ tôi cũng phải chưa phải là đắc quả thánh, chưa phải là toàn giác, thì nhiều cái sơ sót, nhiều sơ sót. Thành ra đây tôi muốn giảng tới giảng lui mấy lần. Hồi xưa tôi cũng có giảng gì mà giảng không có rõ. Tôi cũng nói bốn cái tiến trình này đó là tôi thấy là tiến trình của không hư không vô biên. Và thức vô biên là ai? Là do thức. Vô sở hữu xứ tức là chân như, phi tưởng phi tưởng là chân như diệu hữu. Nhưng mà cái giải thích không sáng tỏ lắm. Kỳ này tôi thấy nó sáng tỏ và tôi cũng trở lại ý kiến cũ thôi. Ý kiến cũ thôi. Tôi cũng coi trong kinh mà kinh giảng nó rất là lờ mờ, không biết là do người dịch hay sao. Nó càng tốn thêm, càng rắc rối thêm. Giảng thật là nhiều, thật là dài dòng, nhưng mà không có phân biệt rõ bốn giai đoạn này. Bốn giai đoạn này tiến thiền chúng ta có thể thấy rõ, mà tứ không thì có đấy. Thành ra tôi tính là nên lộn đó, tôi nhập thử tứ không này đấy. Tôi niệm thì tứ thiền qua rồi mình niệm niệm tới là mình đi vô được thôi. Nhưng mà lâu à, cái đó phải đòi hỏi sức khỏe. Thành ra tôi thấy tôi cũng yếu yếu bệnh rồi thôi, mình cũng lớn tuổi rồi chắc khó mà nhập tứ không. Như thần thấy ở trong kinh mấy Đức Phật khuyên đừng nên đi vào tứ không, từ đó đi qua vượt họ tưởng định luôn để đắc quả lá. Vì tứ không là cái mê hồn trận của thức thứ sáu. Rồi tôi đi dài dài từ đây lên tới thành phố, tôi thấy ở trên bên đường có đề cái bảng đó, tôi cũng phải sợ sợ. Cái bảng là đừng bao giờ thử xì ke ma tí, dù chỉ một lần thôi. Thì nó ná ná là đừng bao giờ thử cái tứ không, dù chỉ một lần thôi. Rồi sợ rồi không ra được, vô đó mà mê mẩn nằm trong đó rồi thì cái quả láng mình không đạt tới nữa, dù chỉ một lần thôi. Thành ra tôi hơi ngán ngán là mình nhập vào đó rồi mê man quá, mình tưởng đó là niết bàn, với trình độ mình còn kém. Nếu có Phật thì tôi nhập đấy, có gì ngài nắm đầu mình kéo ra. Còn không có ngài mình chìm trong đó hoài, mình cho đó là niết bàn, bởi vì nó rất là vi tế. Thành ra trong kinh Đức Phật cũng khuyên mấy vị bất lai là đừng đi vào tứ không, các con đi vào việc họ tưởng định đi, bỏ tứ không đi, vì nó là cái mê hồn trận. Mê hồn trận đó là trong kinh khuyên đấy. Thành ra các vị bất lai thường thường ít có muốn đi vào tứ không. Đi thì được, nhưng mà phải biết ra. Chúng ta đi vô thì vô, mà ra thì không ra. Thành ra sự cam ma tí tôi cũng nghe nói có ông đại tá gì đó, ông cũng nghe thấy mấy con ông bị, ông nói trời cái gì mà tới mê lắm, thì tao hút thử coi sao. Hút thử là ông ghiền luôn. Một lần thôi, dù chỉ một lần thôi thì chết cuộc đời rồi. Nó chết cuộc đời rồi. Tôi nghĩ cái này nó cũng mê hồn vậy đó. Nó cũng là mê mẩn, nó cũng là nghe nó hút xì ke nó mê mẩn dữ lắm. Ra tới ngoài đường mà nó lân lân nó múa ngoài đường mà. Tôi nghe nói rồi chứ tôi không thấy. Mấy cô mấy cậu đều ra ngoài đường múa nãy đó, không còn biết trời đất là cái gì nữa. Nếu mà sao không có nó thì chịu không nổi. Thì chúng ta thấy là cái tứ không này tôi nghe tôi cũng hơi sợ sợ đấy. Còn đắc quả láng thì mình thấy khó đắc quá. Mình tính là đi tứ thiền qua tứ không cho cái thức nó trong sáng rồi mình qua dịch thọ. Thì cái tương tự nó là phải đi vậy. Còn nếu mà nhảy lớp thì tốt hơn. Đi thiền sắc giới nó còn thực tế hơn. Nó không có đi vào mộng. Thiền vô sắc thì nó không có sắc thân nữa mà nó sống bằng cái bóng thức. Nó dính liền với cái tánh cảnh. Nó như tánh cảnh dung thông mà khó mà phân biệt được sữa với nước. Nó là trạng thái nó như vậy. Giờ ai có ý kiến nữa nào? Tập đi với tôi, tự tập chứ ngồi nghe không thôi. Ai có tham thiền như thế nào đó thì thử ý kiến coi. Ở đây gạo cội cũng nhiều quá. Còn cõi trời sắc giới đó, sơ thiền là tầm sát thì chưa qua bát nhã được. Tới nhị thiền là hỷ, lạc thì chúng ta mới có thể qua bát nhã được. Đó là hôm trước tôi có giảng vậy. Như vậy thì cõi trời vô sắc thì mới thấy được tánh cảnh. Nó loáng thoáng thấy được tánh cảnh là nó thế giới đối chất cảnh nó hòa với thế giới tánh cảnh. Như vậy thì hai cái nó khác nhau làm sao? Phải vậy không? Thì chư Phật tử thử tham thiền thử coi, thử so sánh thử coi. Rồi sau đó tới tôi. Câu hỏi như vậy nó rõ rồi phải không? Thì hôm nay tôi giảng tôi nói tứ không đó. Thì không vô biên tức là thấy được cái a la da, cái hư không của thức thứ bảy là mặt na. Mặt na là cái không gian là rộng lớn nhất, nhưng mà ở đây là có giới hạn rồi đấy. Rồi tới cái thức vô biên tức là của a la da thức là vô giới hạn. Rồi tới vô sở hữu xứ tức là cái chân không của hữu chất, vô chất tánh cảnh. Rồi tới chân không dự hữu là phi phi tưởng. Rồi nó mới tạo ra cái cảnh giả nội chế để nó làm đối tượng nó duyên. Thì giữa đối tợ đối chất này với tánh cảnh là dung thông với nhau.
Thành ra mới kêu thức thứ sáu là vọng tưởng dung thông, là trộn lẫn một cách thông suốt, không chướng ngại. Cái thông là không chướng ngại, dung là trộn lẫn không chướng ngại. Như vậy thì cái tánh cảnh này, cái tánh cảnh của cõi trời nhị thiền, của cõi trời sắc giới, nó khác nhau làm sao, hay là thấy tu tập như thế nào, thì chư Phật tử thử tìm lại coi cái bản này trong này nó có đấy, nó có trong đó đấy. Cõi trời vô sắc giới nó phức tạp lắm đấy, phức tạp lắm đấy. Sơ thiền đó là hôm trước tôi giảng là thấy được Phật tánh, sơ nhị thiền đó, tức là có thể nhận được Phật tánh nếu nhập lưu nhất vãng lai. Nếu có thiền chứng thức giúp đỡ thì chúng ta có thể đắc hai tầng thánh đầu, tức là nhập lưu nhất vãng lai. Mà nhập lưu tức là nhận được 1/4 Phật tánh, cái gì, nhất vãng lai là 2/4. Còn ở đây đó thì chúng ta thấy là chỉ có bất lai với A La Hán mới thấy được tánh cảnh. Như vậy thì nó khác nhau làm sao? Cái này cũng là một cái sơ sót của tôi đấy, sơ sót rất lớn đấy. Thì cho Phật tử thấy như thế nào? Thì chúng ta dựa vào cái bản này, chúng ta thấy có bao nhiêu thứ tánh cảnh, có bao nhiêu thứ tánh cảnh. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Tánh cảnh của A Lại Gia là thức thứ 8, tánh cảnh của 5 thức đầu. Đúng ra còn tánh cảnh của Chi Mạc Vô Minh, vọng tưởng kiên cố cũng là tánh cảnh đấy, nhưng mà nó là cái nối liền giữa thức thứ 8 và 5 thức đầu, cũng giống như căn bản vô minh vậy, cũng là tánh cảnh đấy, mà nó là nối liền của vô chất hữu chất xuống A Lại Gia cá nhân. Thì nó chỉ là cái gạch nối thôi, thành ra trong này không có nói rõ, mà chính nó là sau là sắc vững đấy. Còn cái tánh cảnh của thức thứ 6 thì cũng là hiện lượng tánh cảnh, nhưng mà nói một thứ với 5 thức đầu, một thứ với thức thứ 8 thì chạch, mà nói khác thì sai. Thành ra cái Phật tánh nó khó nói. Thành ra hôm trước tôi giảng về Phật tánh thì tôi nói là Phật tánh của nhập lưu, thứ nhất vãng lai, bất lai với A La Hán như lai, mà nói một thứ thì là chạch, mà nói khác nhau thì sai. Cái khó khăn của Bát Nhã khó giảng là ở chỗ đó. Thì chư Phật tử suy nghĩ coi ở đây là cái nhập lưu thấy được Phật tánh, thấy được hiện lượng tánh cảnh, hiện lượng tánh cảnh nào. Nhập lưu nhất vãng lai, còn bất lai mà thấy được tánh cảnh là tánh cảnh nào, còn A La Hán thấy được tánh cảnh là tánh cảnh nào. Mà 1/4 đó thì chúng ta nên nhớ cái chỗ này một chút. Tôi thấy là tôi giảng nó cũng không đành lỗi ở tôi. 1/4 của Phật tánh là chúng ta cứ hiểu theo thế tư tưởng, là cái bánh chia làm 4 phần, chúng ta giúp được 1 phần còn lại 3 phần. Như vậy là không phải, không phải như vậy. Tôi thấy đa số là hiểu như vậy thôi. 1/4 nó hơi khác một chút. 1/4 ở đây đó là không phải 24 tiếng mà nó chiếm 1/4 là 6 tiếng. Thì thường thường tôi giảng vậy đó thì nó dễ hiểu lầm. Thì chúng ta phải nên nhớ chân tâm nó cũng như cái mặt trời, nghĩa là hữu chất và vô chất tánh cảnh nó bị 5 lớp mây mù che. Một lớp mây mù đầu tiên đó là thức thứ 8, một lớp mây mù kế nữa là thức thứ 7 là hành vững, thức thứ 8 là thức vững, một lớp mây mù kế nữa là tưởng vững, một lớp mây mù kế nữa là thọ vững, một mây mù cuối cùng nữa là sắc vững. Thì cái mặt trời bao giờ nó cũng sáng, nhưng mà xuyên qua 5 lớp mây mù này đó thì nó trở nên mờ tối. Thì nhập lưu đó dứt được cái lớp mây mù sắc vững, còn 4 lớp mây mù thì 1/4 là như vậy, chứ khoảng 1/4 là Phật tánh nó chiếm 1/4. Là khi mà cái lớp mây mù nó nhận Phật tánh rồi, lớp mây mù đầu sắc quẩn đó phải tan mất, còn lại 4 phần. Rồi cái nhất vãng lai đó thì dứt luôn cái mây mù của thọ quẩn, còn lại tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Tới A La Hán mới dứt được mây mù của hành quẩn, lọt vào cái mây mù cuối cùng của thức quẩn. Thành ra nó khó, giờ trình bày sao giờ cũng phải nói là 1/4, 2/4, 3/4, nhưng mà phải hiểu theo cái vấn đề Bát Nhã. Thành ra Phật tánh của nhập lưu thì nó cũng bàn bạc khắp vũ trụ, nó vô lượng vô biên. Nhưng mà so với Phật tánh nhất vãng lai, bất lai thì nó lại không khác mà cũng không giống. Không khác mà không giống. Vậy thì có ý kiến vậy thôi, chứ Phật tử về suy gẫm thêm, rồi kỳ tới chúng ta giải thích lại.
Thầy thích lại. Nếu chúng ta có sự suy gẫm á, còn để cho tôi làm không cho Phật tử nghe cũng khó mà hiểu. Chúng ta thử tập đi vào trong đó, tập câu hỏi con thiện đức đó đưa ra và câu hỏi con thiện khánh, để rồi chúng ta phải suy gẫm như thế nào cho nó sáng tỏ. Chứ thật sự tôi cũng chưa sáng tỏ lắm, nó còn nhiều cái khó khăn ở trong này. Bởi vì cái khó khăn giữa cái thế giới mà sao động với thế giới mà đứng lặng. Đứng lặng thì nó hoàn toàn vô lượng vô biên, luôn luôn nó là đứng lặng, nhưng mà nó xuống cấp, nó có mờ thôi. Còn giới lưới của sao động thì nó hữu lượng hữu biên, nó phải tiến hóa hoặc là sa đọa. Thành hai cái thường thường nó chéo cẳng nổng nhau, mà nó lại dung thông với nhau. Thế giới đứng lặng luôn luôn là thế giới nền tảng của thế giới sao động. Thế giới sao động nương vào thế giới đứng lặng để mà phát hiện, nhưng không phải là thế giới đứng lặng sinh ra thế giới sao động, không phải cái đó. Mà thế giới sao động là do cái hoa đốn giữa hư không của cảm giác và tư tưởng tạo ra, nương vào cái căn bản đứng lặng để mà phát hiện. Đó là cái khó khăn nhất của vấn đề đứng lặng và sao động. Còn ngoại đạo thì tu theo con đường sao động để đi đến cuối cùng là loáng thoáng thấy được Phật tánh, mà cái nòng cốt nó vẫn là sao động. Còn thánh nhân thì đi theo con đường đứng lặng để rồi Phật tánh càng ngày càng liên tục sáng tỏ, để chiếu kiến tất cả những cái vọng tình vọng tưởng của sao động, làm bớt đi những lớp mây mù. Thành ra nó vẫn là đứng lặng, mà đứng lặng thì đi tới đứng lặng rốt ráo là thành thánh, đại thánh, tức là Như Lai. Còn sao động đi tới rốt ráo vẫn là sao động, tức là cái ngã vi tế, tức là vọng tưởng u ẩn, tới đó là hết thì vẫn là sao động thôi. Thành ra chúng ta nếu bằng đầu tu mà đi tu theo tốt tiến hóa mãi, thì chúng ta tiến hóa tới cuối cùng là đi tới vọng tưởng u ẩn, rồi chúng ta lại trở xuống tới địa ngục, thì đó là luân hồi sinh tử của chúng ta. Còn đi theo thế giới của nhập lưu là cái quả thánh đầu tiên của đứng lặng, thì chúng ta đi tới A-la-hán là chấm dứt cái ngã mạn, tức là mạt na. Và chúng ta còn lọt vào thức thứ 8 là thế giới của pháp chấp, thì chúng ta phải phát bồ đề tâm để trì sự. Vì thức thứ 8 nó liên can tới vô lượng vô biên A-la-gia của vô lượng vô biên cá nhân và vô lượng vô biên pháp giới. Đó là con đường đi của đạo Phật. Mình khi Phật tử về phải suy gẫm về vấn đề đứng lặng và sao động, thì từ đó chúng ta mới có thể đi sâu vào được. Và tôi giải thích thì chư Phật tử mới có thể hiểu được. Đúng ra tôi sợ vấn đề giải thích về vấn đề bát nhã và duy thức rất là khó giảng. Một cái sao động, một cái đứng lặng, mà hai cái nó không bao giờ cùng chiều. Nó đi lại là sống với nước, mà nếu sống với nước mà chúng ta chia hai thì chúng ta lại chết, mà chúng ta nhập một thì chúng ta lại là bế tắc. Và bế tắc nó sao động, mà sao động trong cái đứng lặng của nước, mà đứng lặng là đứng lặng trong cái sao động của sống. Mà nó sao động thì nó thuộc về nhân duyên, nhân quả. Mà nó đứng lặng thì nó là phi nhân quả, nhờ phi nhân quả ở trong cái nhân quả, ở trong cái nhân quả sao động. Mà nhân quả sao động lại là nhân quả trong cái phi nhân quả của đứng lặng. Đó là hai cái mà khó khăn. Mà chúng ta nên nhớ cái đứng lặng nó lại nó đi từ ở trên xuống dưới, đi theo con đường thẳng, con đường vô lượng vô biên. Còn cái sao động nó lại bắt đi từ ở dưới mà nó trở lên. Thành ra nó càng vi tế chừng nào thì cái đứng lặng càng thô tháo chừng ấy. Mà khi nó càng thô tháo chừng nào thì cái đứng lặng càng vi tế chừng ấy. Hai cái nó chéo cẳng nổng với nhau. Thành ra chúng ta thấy nó cả một vấn đề khó khăn cho vấn đề giải thích của chúng ta. Nếu chúng ta giải thích mà duyên về phần sao động thì chúng ta lọt vào ngoại đạo. Nó có cái đứng lặng nhưng mà chúng ta đứng trên cái lõi sao động. Còn nếu đứng trên vấn đề mà đứng lặng hoàn toàn thì chúng ta không thể phát bồ đề tâm được. Chúng ta không thể thấy được cái hai cái sống và nước không thể rời nhau được. Thành ra cái lối giảng nó hơi khó khăn, mà tôi cũng chập chững trên vấn đề giảng về bát nhã này thôi. Tôi thấy rất là khó giảng. Thành ra giảng mà không khéo thì nó trở nên mâu thuẫn. Yêu cầu thì Phật tử phải về coi cái bản này, coi tới coi lui để chúng ta nắm được cái đó. Rồi kỳ tới có nhân duyên tôi giảng lại. Tôi giảng bây giờ tôi biết là không sáng tỏ, nó còn nhiều chỗ mâu thuẫn, nhiều chỗ mập mờ. Nhưng mà biết làm sao, cái trình độ, cái khả năng giảng của tôi chỉ có vậy thôi. Tôi phải giảng nhiều lần, rồi tôi thâm thiền, tôi rút làm sao vừa ngắn, vừa gọn, vừa có thí dụ, thì mai ra pháp hội mới hiểu được. Thành ra có một số xuống cấp tôi, nếu sư giảng từ đầu tới đuôi con chẳng biết gì hết. Đó là cái thất bại rất lớn của tôi. Mà bây giờ bỏ thì uổng, mà tiếp tục
thì giảng không mới nổi. Nó khó khăn như vậy đó. Nhưng mà tôi cũng phải ráng thôi, thì phải hy sinh một số thôi. Còn nếu chư Phật tử nào bền chí thì chúng ta coi cái bản này, coi tới coi luôn, nghiền ngẫm rồi hỏi mấy bạn đạo mình trước, để mình có một cái tích liệu, mình dọn sẵn những cái sạch, những cái cỏ cú của mình, những cái dơ giấy của cỏ, để mình chuẩn bị miếng đất trong sạch. Thì tôi gieo hột giống thì nó có trầu, nó mọc nổi. Còn không thì vĩnh viễn là chúng ta không thể đi sâu vào tri thức vậy. Thôi tới đây chúng ta tạm ngưng. Còn ai ý kiến gì không? Chứ bây giờ giảng thì hết giờ rồi, còn có 15 phút nữa thôi. Tôi cũng mệt đó, giảng cái này là mệt lắm. Hiểu nó như vậy, thành ra bên hai thế trình bày rất là khó. Mà chúng ta thường thường theo cái thế của khái niệm, phải chia là phải chia hẳn đó. Là kiên cố là kiên cố như vậy, chứ không thể nói là nó một là nó một, còn nó hai là hai, chứ không phải vừa một vừa hai, mà chẳng phải một chẳng phải hai. Mà cái thế Bát Nhã thì nó lợi khác, nó vừa một mà cũng vừa hai, mà cũng vừa ba cũng vừa bốn, mà chẳng phải một chẳng phải hai chẳng phải ba chẳng phải bốn. Đó là một cái lối, cái lối hiểu biết nhất ốc của chúng ta. Theo khoa học là chúng ta không hiểu Phật giáo được. Chúng ta y theo khoa học là kêu ngoài khoa học mình kêu logic gì đó, là rất chặt chẽ. Là đạo Phật không có chặt chẽ, không có là định pháp mà là bất định pháp. Thành ra nói Phật giáo cũng như là nói chơi vậy. Ba hồn về ba hồn khác, cái nào cũng được hết. Thì nói người ta cười Phật giáo vậy đó, tôi thấy nó đúng. Nhưng mà thật sự thì cái pháp giới này nói sao bây giờ? Pháp giới này nói sao bây giờ? Có hay không? Cảnh bây giờ chúng ta đang ngồi đây có hay không? Còn nếu có thì giờ cảnh giới có ma quỷ, cảnh giới thiên đường, cảnh giới cũng đều có hết. Còn nếu bây giờ nói cảnh giới này không thì toàn thế vũ trụ này đều không hết, không có cái nào có hết. Thì nói cái nào cũng đúng hết, nhưng mà tùy theo cái nhận thức như thế nào, thì có hay là không có. Cũng như mình thấy nước đó, nước có hay không có. Mình nói không có không được, mà nói có cũng không được. Đối với người thì nước là có, nhưng mà nếu có tại sao có loài khác lại thấy không có. Nhưng mà thật tướng của nước là gì? Thì lại là vô tướng, mà vô tướng không phải là không có. Vô tướng là vô lượng hình tướng. Như vậy thì người khoa học vô là nghe trong này không có nghe được. Không nghe được, không có ai nói chuyện kỳ khôi như mấy ông Phật giáo hết. Mà chỉ có kỳ khôi. Đó là kỳ khôi. Nó không phải là vấn đề của lý trí, không phải là vấn đề của tư tưởng. Nó không phải là vấn đề của tư lượng, của so sánh, của khái niệm, mà nó là thế giới của trực giác. Chư Phật tử phải cố gắng như vậy thì mới có thể đi vào quả nhập lưu được. Thành ra tôi nói nhập lưu rất là dễ mà rất là khó. Mà đi được đó rồi, từ đó về sau chúng ta đi tới A-la-hán Như Lai thì nó dễ dàng thôi. Thành ra cái quả thấp nhất của thánh quả mà cũng là cái quả khó khăn nhất, đó là tự do đầu tiên, cũng là tự do cuối cùng. Đó là giải thoát đầu tiên mà cũng là giải thoát cuối cùng. Thành ra tôi Phật tử phải cố gắng thì tôi mới giảng được. Chứ bây giờ tôi giảng nữa thì không có một cái chất liệu gì hết. Cỏ đầy mọc đầy nhóc cái miếng đất tâm của mình có dạy không? Bây giờ phải dọn sạch cỏ trước, về nghiền ngẫm cái bản này trước. Tôi đã biểu là in cho Phật tử photo, là mỗi người cái bản này về mình coi đi. Tôi có giảng rồi, mình còn tới mà lui. Còn ấy nữa là mình nghe cái băng đó, nhưng mà đừng phổ biến hết trong nội bộ đó. Ai ấy nghe lời có thể hiểu được. Bởi vì mình có nghe đây rồi, nghe nhiều lần thì bắt đầu mình nghiền ngẫm, mình đem cái bản này, tôi giảng trong bản này không đấy. Nhưng mỗi lần giảng thì có mỗi lần khác, thì tôi không nhớ tôi giảng sao nữa. Từ đó đi xe lên Sài Gòn tôi mới nghe được hai cái băng đó giảng, tôi thấy cái này giảng khá. Nhưng mà cũng chưa có rõ ràng lắm, nhưng mà tôi thấy tương đối rõ ràng, giảng chậm mà rõ ràng, đi vào hơi chiều sâu một chút. Thì hôm nay tôi muốn đi sâu hơn nữa thì nó lợi bế tắc. nó mâu thuẫn, nó là những mâu thuẫn. Mà chính tôi thấy nó cũng dường như mâu thuẫn. Thì tại tôi vẫn không rành, không rành. Mà làm sao vẫn rành được giữa cái thế mà tư tưởng như thế Bát Nhã là hai thế không có bao giờ anh chịu nhau được. Không có thế nào mà dung hòa được, mà có lúc lại dung hòa. Thành ra chúng ta phải cố gắng thông cảm trên vấn đề đó. Thì chư Phật tử lại làm sao cố gắng nhận thực tánh, nào cố gắng thấy một cái sao động mà thời gian không gian tương ưng, và một cái đứng lặng mà hoàn toàn phi không gian. Cái thế giới này là thế giới khó khăn đấy, thế giới khó khăn đấy. Thành ra thường thường ở ngoài người ta thấy cái thế giới của tịnh độ là một thế giới quan đường. Chính hồi xưa tôi cũng không tin thấp môn tịnh độ, tôi nói thật. Tôi nói có lẽ tôi còn bài bác thế giới tịnh độ nữa đấy. Thế giới gì mà không có sanh, không có già, không bệnh chết, tán khổ không có, mà lại có sắc thân. Mà lại sắc thân là xuyên suốt, cái xuyên suốt nó mới giúp chết mình đấy. Nhưng bây giờ chúng ta coi lại 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, chứ tôi coi tôi chẳng hiểu gì hết. Tôi thật không hiểu gì hết. Nói cái gì ở đâu trên trời dưới đất không? Mà nó đi vào duy thức rồi, thế giới cánh cảnh, đối chất độc ảnh rồi, chúng ta hiểu được cái 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Chúng ta mới hiểu năm A Tăng Kỳ Kiếp để tạo được thế giới tịnh độ này là cả một vấn đề.
Thì thôi ha, tới đây thôi ha, kể về suy gẫm thêm ha, chuẩn bị làm gì tới tôi giảng lại. Tôi giảng lại, tức là tôi còn sơ sót nhiều đấy. Thì tôi cố gắng giảng làm sao cho nó khích khao một chút. Và chúng Phật tử về coi cái bản này ha, là hiện lượng tánh cảnh tôi nói rồi đó, là của năm thức đầu, của thức thứ sáu, của thức thứ tám, không giống nhau mà cũng chẳng khác nhau. Còn bên bên sau động thì hoàn toàn khác nhau rồi đấy. Theo là tỷ lượng, trên tỷ lượng, tợ tỷ lượng khác nhau hoàn toàn, nhưng mà liên can nhau chặt chẽ. Nên nhớ chỗ đó, khác nhau hoàn toàn mà liên can nhau chặt chẽ. Bỏ tợ tỷ lượng là không có chân tỷ lượng. Chân tỷ lượng nó liên can với tợ tỷ lượng, nhưng mà chân tỷ lượng là chân tỷ lượng, còn tợ tỷ lượng là tợ tỷ lượng, nó không bao giờ giống nhau được. Nào, rồi chân đế chất với tợ đế chất cũng vậy, nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà nếu không có chân đế chất thì không có tợ đế chất, nó liên can nhau chặt chẽ. Thì nó làm sao, nói làm sao bây giờ? Nói làm sao bây giờ? Còn hiện lượng tánh cảnh bên đây thì ba cái đều là hiện lượng tánh cảnh hết. Thì nói nó khác nhau không được, mà nói một thứ không được. Cái xuống cấp nó khác nhau. Rồi cái bất lạc bất khổ cũng vậy, bất lạc bất khổ của thức thứ 8, bất lạc bất khổ của vũ trụ, bất lạc bất khổ của năm thức đầu, của thức thứ 6. Thì cũng không phải một mà cũng không phải khác. Không phải khác nhưng mà khác. Nhưng còn cái lạc thọ của bên sau động của năm thức đầu với lạc thọ của thức thứ 6 hoàn toàn khác nhau, nhưng mà liên can nhau chặt chẽ. Bỏ cái này thì cái kia không thể đứng vững được. Rồi chư Phật tử biết tôi giảng làm sao. Còn thêm cái tư tưởng nữa, thiện ác và vô ký, thì bên đứng lặng cũng hoàn toàn là vô ký. Thức thứ 8 cũng vô ký, năm thức đầu cũng vô ký, thức thứ 6 cũng vô ký, mà ai lại do vũ trụ cũng vô ký. Mà ai lại do vũ trụ lại không nói cho vô ký, không thể nói được. Nhưng mà nếu nói thì nó phải là vô ký. Mà vô ký chân thường đấy, theo như dùng định từ nữa thì nó rắc rối, thành ra trong duy thức không bỏ, không có nói cho nó. Bởi vì không thể trình bày gì nó được. Còn mà vô ký mà thiện ác thì có thức thứ 8 lại khác, mà có năm thức đầu lại khác, mà thức thứ 6 lại khác. Nhưng mà nói khác thì là trật, mà nói giống thì lại sai. Nó khổ vậy, bên bát nhã là bên đứng lặng khó mà trình bày nó. Bởi mình trình bày là mình trình bày ra thế tư tưởng, là thế mà đối trị. Mà bát nhã nó tuyệt đối kỹ cái đối trị. Mà kỹ đối trị tức là nó đổ đối trị mà vẫn siêu việt lên đối trị, mà vẫn chuyên dung trong đối trị, chứ không phải là nó bỏ cái đối trị. Cái bát nhã thì nó không phải là thiện, không phải là ác, mà nó siêu việt lên cái thiện ác, mà nó vẫn chuyên dung trong thiện ác. Rồi chư Phật tử biểu giảng làm sao? Nếu mà theo thế tư tưởng mà bắt bẻ tôi từ khúc thì thúc thúc chặt chẽ ra như vậy đó, thì tôi giảng hoàn toàn mâu thuẫn hết. Hoàn toàn mâu thuẫn hết, không có cái nào đúng hết. Nếu theo cái khái niệm của tư tưởng chúng ta mà sống thường đó, thì cái thế giảng như này là hoàn toàn chặt hết, từ đầu tới đuôi, không thể lãnh hội được. Không thể có một thế giới nào như vậy được hết. Chúng ta phải hiểu cái chỗ khó khăn chỗ đó, khó khăn chỗ đó. Và chư Phật tử về nghiền ngẫm hai cái này, mà tôi mới chia ra hai cái bản, mà cái đứng lặng, cái sao động đấy, để chư Phật tử nhận thấy cái đứng lặng và cái sao động nó không thể mà tách hai, mà nó cũng không thể nhập một, không thể nhập một, không thể tách hai. Mà cái giải thích bên sao động thì dễ giải thích, nó phức tạp nhưng mà dễ giải thích, để giải thích theo đường lối tư tưởng, đường lối logic, tức là chặt chẽ. Còn bên bát nhã mà càng giảng chặt chẽ chừng nào lại càng sai bát nhã chừng nãy. Nó phải giảng lờ mờ, giảng quan đường. Giờ làm sao, tự biểu tôi làm sao? Nên thì cũng nhờ Phật tử ở chỗ thăm thiền cho sâu, về ngồi thiền lợi 2-3 tiếng đồng hồ. Nên đem cái bản này ra coi, nghiền ngẫm tới nghiền ngẫm lui. Nên mà tối nay ngủ thẳng dò đi, rồi nữa thì tới vô nữa thì hỏi nữa, thì chết tôi. Thì là chắc cái gánh hấp bò tèo này là phải ngưng quá. Giao cho mình tôi là tôi không làm nổi. Nào ở đây nếu có giảng đó thì có thể có một số nắm được thôi. Một số tôi biết nắm được. Nhưng mà số kia thì chết queo hết. Nếu người ta dọn cỏ rồi, người ta sạch rồi, người ta có thể mình dân tộc một giống vào nó mọc được. Nhưng mà số ít thôi. Chư Phật tử cố gắng. Nếu mà nghe tới nghe lui rồi, giờ có cái băng nó mình thâu rồi, mình nghe lại nghe tới nghe lui nữa thì mình sáng tỏ đấy. Bởi vì mỗi lần tôi giảng thì dừng nó hơi khác. Có khi tôi nghiêng về đứng lặng nhiều, có khi tôi nghiêng về sao động nhiều, có khi tôi hòa hợp giữa đứng lặng và sao động, nó tùm lum trong đó hết. Nhưng mà nghe tới nghe lui rồi mình mới phân biệt được hai cái đó, thì mình mới có thể đi vào quả thánh đầu tiên thôi. Và đầu tiên nó khó như vậy đấy, là phải nhận được những cái đường tơ kẻ tóc của bát nhã và tư tưởng. Mà tôi nghe hầu hết các kinh, viết thì viết rất nhiều cái đó, nhưng mà giải thích không ai giải thích sáng tỏ cho nó. Thì trong này là hai người sáng tỏ nhất mà tôi nương vào đó, thì tôi cũng phải đi một mình thôi. Đó là Nghiêm Xuân Hồng và Nhất Hạnh.
hai người độc đáo nhất, mà tôi nhờ đó mà tôi đi sâu vào được. Còn tất cả những học giả khác tôi thấy rất nhiều giảng tùm lum hết, giảng toàn thấy tư tưởng không, bất ngã mà giảng qua tư tưởng không được, giảng như vậy là không được. Các băng bây giờ cũng toàn là giảng tư tưởng không. Tôi thắng tôi bảo giảng thì tôi giảng bất ngã thôi, nhưng mà nếu bảo giảng thì là tôi phải đắc quả là anh đấy, mà không đắc thì giảng chỉ là cái bánh vẽ trò chơi thôi, thì tất nhiên phải có nhiều sơ hở nhiều. Thành ra tôi muốn đi tìm chỗ vắng lặng để tôi đi sâu vào đó, thì cái giảng tôi nói mới sáng tỏ rõ ràng là có cái thực chứng. Nhưng mà hỏi ôi, một là nó già, hai là hoàn cảnh này không đầy đủ, chứ tôi còn trẻ nhiều xưa có đủ sức khỏe đó, ngồi 7-8 tiếng thì có lẽ tôi đi sâu vào được. Chỉ trong vô suy trí, trong yên lặng đó thì chúng ta mới thấy rõ và chúng ta mới trực nhận thẳng vào đó, mới nhập vào đó. Ngoài cái thiền định ra là chúng ta không thể đi sâu vào bát nhã được. Tôi nói thật như vậy đó. Chư Phật tử về mà làm biến, không chịu ngồi thiền, không chịu thâm thiền quán sát nữa, thì đừng mong hiểu cái tôi giảng. Đừng mong hiểu cái tôi giảng. Tôi giảng rồi hỏi chư Phật tử như tôi nói nãy, phải dọn sạch cỏ của miếng đất tâm mình, thì mai ra tôi trồng hộp giống đó mới hiểu. Thành ra cái băng này mà đem ra phổ biến ngoài không ai hiểu đâu, không ai hiểu luôn. Cái bản này mà cái cô gì ở Mỹ về đó, cô nó đọc mà bằng đêm dò tới dò lui mò không ra. Tôi nói càng mò thì càng tối, đừng mò gì hết á, thì thấy nó mà càng mò càng phân tích càng tìm hiểu thì nó càng tối. Không nghe giảng mà giờ làm sao mò được. Nó nghe giảng một vài lần, 5-7 lần rồi mình suy nghĩ nghiền ngẫm về đó thì chúng ta mới hiểu được. Vậy thôi, giờ cũng một lần tôi cũng yêu cầu ha, chư Phật tử về cố gắng ngồi thiền, sắp xếp thời gian ngồi ít nhất cũng là 2 tiếng tệ nhất đó, thì chúng ta mới đi sâu vào cái bản này được. Mà phải trong thanh tịnh, tức gì vào khuya đó, khi mà mọi tiếng động đều im hết rồi đó. Nhưng mà ngồi đừng có đối trị hoài ha, đừng có đè nén hoài, nó bùng nổ là mệt đó. Làm chuyện này chuyện kia tại trời là nó kẹt đó. Chúng ta phải hiểu bát nhã, chúng ta lắng nghe một chút, đi vào sơ thiền, nhị thiền, chúng qua tam thiền thì càng tốt, mà chúng ta mới tìm cách tìm hiểu để qua Phật tánh. Nào, chúng ta mới đi sâu được. Mà Phật tánh đó là Phật tánh nào? Đó là hiện lượng tánh cảnh đấy, mà hiện tánh cảnh nào mới được? Nào, là tới nhập lưu nhất vãng lai hiện lượng tánh cảnh nào, bất lai rồi tới hai láng là hiện lượng tánh cảnh nào? Nào, cũng như hôm trước đó, có ông nào thì đức này nói rồi là sư giảng cái này Phật tử cũng không hiểu. Là sư giảng có lúc là ông Quốc Lầu Lâm Phất thì cõi trời phi tưởng, phi tưởng đó, ông ngồi thiền mà nghe tiếng đốt của con cá, mà ông nghe như tiếng sấm nổ, ông bực mình, ông mới nổi sân, ông chết, ông sa đọa làm loài con chim phi ly ăn cá. Còn có lúc tôi nói một vị tỳ kheo nhập định mà trời đánh con trâu con bò gì đó chết, mà vị tỳ kheo cũng không hay biết gì hết. Như vậy thì mấy thứ định, tại sao cái định kia mà cái tiếng đốt của con cá nhỏ xíu vậy mà phải sa đọa, cái định này tại sao mà không còn biết gì hết? Thì cái đó cũng là cái sơ sót của tôi. Nhưng mà nếu nhìn hết cái tiến trình tôi giảng thì tôi có giảng rồi chứ. Tôi có giảng chứ, mà tôi không nói lúc đó. Tôi đâu có biết so sánh ở chỗ đó ai, mà cái này hai cái này tôi giảng khác nhau, chứ không phải cùng một lúc mà tôi giảng hai cái định này. Tôi giảng ở đó cái bài pháp nào á, còn hôm nay tôi giảng bài pháp khác. Nhưng mà đâu phải cái định của tỳ kheo là cái định của A-la-hán, còn cái định đấy là cái định của cõi trời vô sắc giới. Thì tất nhiên là phải hai cái định khác nhau chứ. Một cái định là sao động, một cái định là đứng lặng. Thì tất nhiên nó phải khác nhau chứ. Mà cái đó tôi có giảng không? Dường như cũng có chứ. Trong lúc đó tôi không có giảng rành, nhưng mà mình so sánh thì có lúc tôi có nói chứ. Việc họ tưởng định là tam giới là không còn, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều mất hết. Mà là dục giới, tam giới không còn thì còn cái tiếng động nào nữa? Còn cái gì mà giật mình hay không giật mình nữa? Còn cái kia là một cái đè nén rất là mạnh, đè nén đối trị rất là tối đa. Tập trung kỹ, tập trung mạnh, tập trung lâu và tập trung sâu, thì chúng ta thấy nó phản phục là phản phục dữ lắm đấy, chứ không phải vừa. Tôi Phật tử thử cái gì mà đè nén nhẹ nhẹ thôi, mà đè nén quá là tôi nói là có thể đi tới giết người đấy. Tam nhịn mày nhau, chúng nói nhịn là một lần hay hai lần thôi, không nhất quá tam đấy. Lần thứ ba, thứ bảy chúng ta nhớ ông Bá Nhẫn nhịn 100 lần. Thế mà tôi không nói nhịn không được, không được. Nhưng mà nhịn cái đè nén là nguy hiểm đấy. Nó không bùng nổ thôi, nó bùng nổ là tiêu tan hết, bao nhiêu sự nghiệp đều tiêu tan hết. Thì chúng ta lấy những cái kinh nghiệm đó thì cũng thông cảm cho tôi là cái thời giờ ít và cái chứng đắc tôi cũng không có, thì cái diễn giảng dĩ nhiên là nó không có được thông suốt rồi đấy, nó cũng không có nhiều chỗ mâu thuẫn, nhiều chỗ nó hơi khó hiểu, thì tôi cũng cố gắng thôi. Nhưng mà trình độ tôi tới đâu thì tôi cố gắng tới đó, mà vượt nữa là tôi làm không nổi. Chư Phật tử như cố gắng thì chúng ta tiếp tục, còn không thì thôi tới đây ngưng. Nó khó quá thì thôi ngưng, bởi vì khó nghe mà khó giảng, cho người giảng cũng khó giảng mà người nghe cũng khó nghe. Mà biết làm sao bây giờ? Thì chúng ta đi vào kinh số 6 lướt lướt, nhưng mà lần tôi giảng về kinh số 6 lần thứ nhất, lần thứ nhì thì nó hơi sáng tỏ một chút, nhưng mà cũng chưa.
tôi thấy còn có nhiều chỗ hết. Hôm nay giảng là lần thứ 3 thì chắc cũng chưa sáng tỏ lắm, bởi vì tôi chưa phải là A-la-hán, mà bài kinh 66 là của A-la-hán. Chúng ta nên nhớ vậy đó. Còn tôi còn cái mộng cao nữa là muốn giảng qua tới Bồ-Tát đó. Còn giảng qua Như Lai nữa đấy. Là cái kinh Pháp Hoa là của Như Lai đó. Còn kinh Cửu Lăng Nghiêm là của Bồ-Tát đó. Còn kinh này là với A-la-hán thôi đó. Mà nếu xuyên suốt được thì chúng ta tiếp tục, còn không thì thôi. Thì thôi, giờ cũng hết giờ rồi đó, 5 giờ rồi. Thì ai có ý kiến gì không? Mà nếu không có thì chúng ta nghĩ là thì tới nha, về cố gắng ha. Như sư tử cố gắng thì tôi cũng cố gắng. Còn không thì cái nắp bò tèo tạm ngưng vậy. Thấy không? Một à. Như vậy đem hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người, thì tất cả mình đều được hạnh phúc. Như vậy đó là chánh giới. Chứ đâu có cần phải là nghe lời Phật hay không nghe lời Phật, mà mình áp dụng trong cuộc sống của mình. Đó thành ra cái thứ nhất này mấy ông ấy bà phải để ý. Bây giờ mấy ông bà thường hay sai lầm. Như tôi nói cái sai lầm hồi nãy, bây giờ ví dụ mình có bà mẹ sanh, từng từ mấy ông bà nói bà mẹ sanh đó là độ mạng người nữ, còn ông quan công đó là độ mạng người nam. Bây giờ tôi thấy ví dụ mấy ông mấy bà sát sanh trộm cắp tà dâm đi lại 100 bà mẹ sanh bây giờ cứu độ được thì tôi xin xuống địa ngục thế. Được không? Đi ra mà giết người đi, ở tù. Mấy bà mẹ sanh ơi bà cứu tôi. Mà nó sanh nào mà cứu? Mình cứ gieo hột ớt hột chanh mà mới cho lên cái cam thì làm sao mà có vấn đề đó được. Mà là chúng ta thấy giữ giới là bỏ ra. Không giữ giới là làm bất cứ cái gì rồi cũng phải bị chịu nhân quả thôi. Nhân quả nó không sai trái. Thành ra chúng ta phải hiểu cái đó mà chúng ta cố gắng giữ giới, cố gắng tu hành. Rồi chúng ta vừa chết là đốt giấy tiền vàng bạc. Mà nói giấy tiền vàng bạc này nó xuống địa phủ. Bây giờ có giấy tiền mới là làm ông Diêm Phương, ông địa phủ thì giống hệt như ông Tổng thống Mỹ. Rồi đi bỏ đời đây ngoài đường hết. Để cho người chết ở dưới mà xài được. Chúng ta thấy còn cái mê tín nào bằng cái mê tín đó không? Cái địa phủ là có thiệt hay không? Mà tại sao mình biết người chết thân quyến của mình xuống địa phủ, xuống địa ngục? Tại sao mình không cầu cho thân quyến mình lên cõi trời nếu mình về cực lạc? Mà thân quyến mà có về cực lạc, có sanh về cõi trời hay không thì bây giờ mình có ngay cuộc sống là biết liền chứ gì. Cha mẹ mình tối ngày không có ngày trai nào hết. Nó mở miệng thì chửi thề, ăn thịt uống rượu. Bây giờ mình chết mình cúng giấy tiền vàng bạc, cái đống mình đốt cái giấy gì mà có ông địa tạng gì dưới nó còn xuống dưới rồi cha mẹ mà dưới xài. Như vậy là nhân quả không có. Nhân quả còn không có. Bây giờ thí dụ như cha mẹ bây giờ có ăn thịt uống rượu giết người, rồi mình đi vô công an mình còn khỏi ở tù được không? Sao có cái nhân vậy đó được? Chúng ta mê tính vừa vừa thôi. Chúng ta tính bây giờ nếu mà cha mẹ mình sống biết ăn chay, biết giữ giới, biết làm lành thì có bao giờ mà cha mẹ mình đi ở tù không? Từ trường hợp quan là quan, nó cũng không quan mà trực tiếp trước thôi thì bây giờ cũng phải trả quả thôi. Còn nếu mình không có thì bây giờ cái tù ngục, cái chỗ mà nhân nhốt thì chúng sanh đâu có mình trong đó. Thành ra bây giờ sống ở năm giới cõi trời thì ngay bây giờ là hưởng cõi trời. Mà ngay bây giờ hưởng cõi trời thì chết đi đâu? Bây giờ có trời chứ đi đâu vậy? Sống mình đã biết đường đi rồi thì chết thì theo đường đó mình đi. Bây giờ chứ tỉnh sáng Ngọc Dân mới bảo ở nhà có tiên cần đi tới đây rồi. Rồi bây giờ mấy ông mới bảo muốn đi mới. Ông biết đường đi không? Tôi đi là có chục lần rồi. Bây giờ khỏi rồi ai chỉ đường mà tự nhiên biết đường đi tới đó mình đi là cần mười mấy, hai ba chục lần, cả trăm lần rồi. Bây giờ cứ theo đường cũ mình đi tốt. Bây giờ nếu mình sống cõi trời, mình có cái tâm trời đó, mình nhìn nước là nước chứ không phải mình nhìn nước là máu. Như vậy thì chứ chết mình theo cái hiểu biết của mình, mình đi đâu chỗ đó thì còn gì còn ăn còn xíu nữa. Còn bây giờ ví dụ tôi nhìn nước là máu, tôi nhìn là nước là nhà ở là không khí của tôi, thì bây giờ mấy ông bà làm sao cầu tôi được? Cái nhận thức tôi như vậy thì tôi phải đi theo con đường nhận thức của tôi đó. Tôi là cái tâm tôi địa ngục thì chết rồi, cái thân người là hết thì tôi phải đang cái thân địa ngục chứ sao? Mà nếu thân tôi bây giờ mà tâm tôi là tâm xuất sanh, mà thân tôi là thân người thì cái nghiệp người chưa hết. Khi mà hết nghiệp người rồi thì